là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật Bảo Từ Ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật Bảo Đức Lành Từ Dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp Bảo Chánh Chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp Bảo Đức Lành Từ Dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng Bảo Tịnh Thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng Bảo Đức Lành Từ Dung. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba buddha anubhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba dhamma anubhavena sada sati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba sangha anubhavena sada sati bhavantu te. Tất cả anh phu hoàng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ sa thụ lành thai lành thai. Nam mô Bụt Thầy. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Và sa thú kính cảm ơn cô tu nữ chư pháp cùng quý đạo hữu. Và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy. Đây là chương trình Phật pháp Tathāgata Thích Nhất Hạnh trên mạng internet qua PowerTalk, Facebook và Zoom mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, Houston 8 giờ đến 10 giờ sáng, New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Con Nguyên Xuân thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ ba ngày 21 tháng 6 năm 2022, Phật lịch 2566, bài học hôm nay môn học Kinh Tương Ân, Sanyutta Nikaya, chương 7, Tương Ân Bà La Môn, phẩm thứ nhất, bài 3, Kinh Kẻ Hung Dữ. Phà rá quá trá quá trá Asurin đá trá xuất tăng kham nhẫn với sự hiểu biết, cho tỳ kheo giác đặng chuyển dịch và biên soạn giáo trình sẽ do thượng tọa Tuệ Quyền giảng giải.
Dạ con xin đọc chánh kinh. Bài 3 kinh kẻ hung dữ. Dạ chúng con kính cung thỉnh Hòa Thượng Tuệ Siêu giảng nhập bài pháp thoại ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Nam Mô Bụt Tha Giá. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính chào Hòa Thượng Chất Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tây Nguyên, cùng chư Thượng Đức, thân chào tất cả quý Thượng Đức, quý Phật Tử. Kính chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học một bài kinh. Nội dung cũng tương đương, cũng tương tự như là cái bài kinh số 2 chúng ta nói về Akosaka Pharadocha. Nhưng mà ở đây đó thì mình lại có khác hơn chút xíu. Và ở đây chúng tôi có đề nghị với các vị đó, đề nghị Phật tử MC đọc cái phần cuối của cái bài kinh, vì trong cái bài kinh thứ ba này, cái phần sau nói tóm tắt được, nghe nói vậy. Bà La Môn Asurin Đa Cát bạch với Đức Thế Tôn, thần phi dục thai tôn giả Gotama, vân vân, không còn trở lại đời sống này nữa. Cái chỗ này đó nó hay lắm thưa quý vị, nhưng mà chúng ta đọc tóm tắt thì nó làm bài kinh không còn hay nữa. Cho nên chúng tôi đề nghị là chúng ta nên lấy cái đoạn cuối của cái bài số 2, chúng ta chỉ thay đổi cái tên gọi. Được nghe nói vị Bà La Môn Asurindaka bạch với Đức Thế Tôn, thật phi diệu thai tôn giả Gotama, thật phi diệu thai tôn giả Gotama, diệu pháp đã được tôn giả Gotama hiển bày như người dựng đứng những gì bị quan ngã, phơi bày những gì bị chê kính, vân vân. Mong tôn giả Gotama cho con được xuất gia với Đức Thế Tôn và được thọ đại giới. Bà La Môn Asurindaka được xuất gia thọ giới từ Đức Thế Tôn. Được thọ giới không bao lâu, tôn giả Asurindaka sống một mình viễn ly, không hỗn vật, nhiệt tâm tinh cần, không bao lâu đạt được mục đích mà các thiện nam tự chân chánh xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là vô thượng cứu cánh phạm hạnh ngay trong hiện tại với thắng trí, tự mình chứng ngộ, chứng đạt, bản trú. Vậy biết rõ sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Và tôn giả Asurindaka trở thành một vị A-la-hán nữa. Chúng ta đọc như vậy thì nghe nó hay. Cho nên chúng tôi đề nghị đúng rồi. Rồi tiếp tục sư Như Tự Tri tiếp tục thêm cái đó. Thì bây giờ trước hết xin mời cô Huy Xuân đọc cho Huy Tuấn Kinh, rồi sau đó sẽ cùng thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền vị giảng sư hôm nay bắt đầu thuyết giảng. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Và chúng con kính tri ân Hòa Thượng Thịt Siêu đã dẫn nhập bài Phật và pháp tại ngày hôm nay. Con kính con xin đọc chánh kinh Môn Học Tương Bộ Sanyutta Nikaya. Kham nhẫn với sự hiểu biết. Kinh kẻ hung dữ Pharat Vachá Asurin Daka Sutang. Chương 7. Tương ưng Bà La Môn Phạm A La Hán. Thứ nhất, người ngu tin vào sức mạnh của lời nói hung dữ. Người thiện trí trái lại tin vào giá trị của kham nhẫn. Trong lúc người đời tin sự ăn miếng trả miếng là khôn, ăn miếng trả miếng là khôn ngoan, thì bậc cao minh hiểu rằng đó chỉ là chuyện bôi tro trét trấu lẫn nhau, vốn chẳng đâu. Ta có thành ngữ sự im lặng sấm sét mang ý nghĩa tương tự như sự kham nhẫn với hiểu biết. Ở đây, bi kịch của cuộc sống là khi cuồng nộ lên men, người ta chỉ muốn dùng binh khí miệng lưỡi mà không bình tâm nghĩ tới hậu quả, để khi khoái súng tan biến thì cái còn lại chỉ là chết chóc đau thương. Nói lời hung dữ chỉ cần phẫn nộ, kham nhẫn trước lời nói hung dữ cần sự hiểu biết. Kinh văn: thổ ấy Đức Thế Tôn ở tại Raja Gaha Vương Xá, chùa Quê Lú Quá Đá Quá Ná Trúc Lâm, tại Kha Lán Đá Cán Ni Hoa Pá, khu vực cho sóc ăn trong chùa. Bấy giờ Bà La Môn Asurindaka Pharat Qua Trá được nghe Bà La Môn Pharat Va Trá Vutta đã từ bỏ gia đình xuất gia thọ giới với Đức Thế Tôn. Hay tin này, ông ấy phẫn nộ tức tối đi đến Đức Thế Tôn. Khi gặp Đức Thế Tôn, buông lời mắng nhiếc mạ lị phỉ báng với những ác ngữ vọng ngôn. Nghe những điều như vậy, Đức Thế Tôn không nói gì. Rồi Bà La Môn Asurindaka Pharavacca nói với Đức Thế Tôn: này Sa Môn, ông đã thua. Này Sa Môn, ông đã thua. Thế Tôn: kẻ thiểu trí nghĩ mình thắng khi nói ra những lời thô ác. Đối với người có hiểu biết, kham nhẫn mới là chiến thắng. Ai mạ lị kẻ mạ lị chỉ khiến mình tệ hơn, không mạ lị kẻ mạ lị chiến thắng trận khó thắng. Người sống lợi lạc cả hai, bản thân và cả tha nhân, khi biết đối tượng giận dữ, vì ấy chánh niệm an hòa. Người chữa lành cho cả hai, bản thân và cả tha nhân, quần chúng nghĩ là thiếu trí, vì không hiểu rõ chánh pháp. Được nghe nói vậy, Bà La Môn Asurindaka bạch Thế Tôn: thật phi diệu thay Tôn giả Gotama, thật phi diệu thay Tôn giả Gotama, diệu pháp được Tôn giả Gotama hiện bày như người dừng đứng những gì bị ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc lối, hay đem đèn sáng vào chỗ tăm tối để những ai có mắt thấy được. Con xin nương tựa Đức Thế Tôn Gotama, xin nương tựa pháp, xin nương tựa
Tỳ Khưu Tăng, mong tôn giả Gotama cho con được xuất gia với Đức Thế Tôn và được thọ đại giới. Bà La Môn Asurindaka được xuất gia và thọ đại giới từ Đức Thế Tôn. Được thọ đại giới không bao lâu, tôn giả Asurindaka sống một mình, viễn ly, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, không bao lâu đạt được mục đích mà các thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, hướng đến. Đó là vô thượng cứu cánh phạm hạnh, ngay trong hiện tại với thắng trí, tự mình giác ngộ, chứng đạt và an trú. Vị ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã hành. Việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Và tôn giả Asurindaka trở thành một vị A-la-hán nữa. Thích văn Jayam Ve Manyati Balo. Kẻ ngu nghĩ mình thắng. Vajaya Phá Rú Săn Phá Năng. Khi nói những lời hung dữ, Jayam Trê Quá Xá Tăng Hồ Tí Và Tí Tí Kha Quý Cha Nato. Người trí biết sự kham nhẫn là chiến thắng thật sự. Tá Xê Quá Tê Ná Pà Pí Dô Dô Khúc Thăng Pá Tí Cú Chát Tì. Ai thoá mạ, kẻ thoá mạ chỉ mình tệ hơn. Khúc Thăng Áp Pá Tí Cú Chăn Tô San Gàm Măng Chê Tí Đút Chá Giang. Ai không mạt sát, kẻ mạt sát mình, người ấy chiến thắng, trận khó thắng. Úc phiên Nam Mát Thăng Cá Rạch Cá Tì Ách Tá Nô Chá Parasaka. Người làm lợi lạc cho cả hai bản thân và cả tha nhân. Parang Sang Kupitang Nhát Thoa Yô Sát Tô Úc Bá Săn Mát Tì. Khi biết người kia giận dữ, vì ấy chánh niệm an hòa. Úc Phi Năng Tích Tích Chàn Tà Năng Át Thà Nô Chá Bá Rá Sá Chá. Người chữa lành cho bản thân và cho người. Jana man nhắn ti ti ba lo ti ye thang massa akko vi da ti. Đám đông cho là thiệu thiệu trí vì họ không hiểu được chánh pháp. Thích nghĩa: vì Bà La Môn trong bài kinh này là người em út trong nhà, là em của hai Bà La Môn đề cập trong kinh số 1 và số 2. Do Tỳ Kheo Giác Đẳng dịch, biên soạn và giải trình. Và chúng con kính đạo tràng thanh tịnh thịnh pháp sư với chúng con.
hàng thiện tín mãi nghe trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc xa sân thâm, tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen, phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tiến thành, ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Và chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Quyền giảng giải bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa, để chúng được nghe rõ không? Dạ cảm ơn quý vị. Chúng con thỉnh kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và đến chúng tăng. Kính lễ đến Sư Phụ Tỳ Siêu, Hòa Thượng Nhất Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tuệ Đức, Đại Đức Tuệ Tri, cùng Chư Tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng Chư Phật tử. Dạ xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Apivade Misuakato Phakkawata Dhammo Dhammang Namasami Suppatipanno Phakkawato Savakasangho Sangkhang Namami. Thì chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Người nhờ quyền lực Tam Bảo hàng gia hộ đến Chư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng Chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Chị kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, có nói thể tài, có thể nói rằng thể tài kham nhẫn, đây là một điều mà như là một cái điều mà chúng ta trong cuộc sống này nếu như không có thì chúng ta sẽ rất là bất lợi, chúng ta sẽ rất là đau khổ khi gặp những nghịch cảnh, khi gặp những cái chuyện không vừa lòng nó sẽ tới trong cuộc đời này. Có thể nói rằng cái tính kham nhẫn, như ở đây chúng ta biết, nếu chúng ta không biết cách kham đối với người hung dữ, xử lý đối với mình, cũng như khi chúng ta gặp những nghịch cảnh mà chúng ta không có bình tĩnh, thì đây là cũng một điều bất lợi cho mình. Kinh Pháp Đức Phật, người chống đối Ngài, đối với những người phê phán Ngài, đối với những người có ác ý với Ngài, Ngài đều dùng một cái sự kham nhẫn và cái sự từ bi hay cái sự im lặng đó để vượt qua. Có thể nói rằng trong cuộc đời này chúng ta không thể giải quyết những chuyện gì như ý của mình được, mà chính Đức Phật Ngài biết cách Ngài chuyển hóa hết tất cả cho những ai, như chúng ta thấy Bà La Môn, Asurindaka này cũng như thế. Như Lai không có chiến thắng, Như Lai không có chiến đấu với, không có dùng cái chiến thắng như những người kẻ ngu si phàm phu mà chúng ta được nghe đọc qua kinh văn. Cái sự cảm nhận của Ngài nó có cái sự hiểu biết, nó có một cái sự từ tâm, nó có một cái sự nhận cảm khác hơn là những chúng sinh khác. Bởi vì cái sự kham nhẫn đó, nó được quân tập và nó được tu tập từ rất lâu, và Ngài đã thành tựu một cách viên mãn. Ở đời tranh với Như Lai chứ Như Lai không có tranh với đời. Ở đời có cái sự áp lực gây cho Như Lai nhiều cái đau khổ khó chịu, chứ sự thật ra chính Đức Phật này không có gây hại gì đến sự cuộc đời này. Và như thế chúng ta thấy trong cái sự tu tập, trong cái sự tu tập cũng như thế đó. Nếu như chúng ta không có phân lời Phật mà chúng ta thiếu cái đức tính kham nhẫn, thì chúng ta không thể lường được trước được những gì nó có thể xảy ra. Nếu chúng ta thiếu cái đức tính kham nhẫn thì nghịch cảnh tai ương ở trong cuộc đời mình
nhiều khi trong sự bực tức quá mà chúng ta không sáng suốt. Chúng ta chỉ nghĩ người ta làm phiền mình, người ta làm buồn mình, người ta làm mình thất vọng, hay người ta làm mình bị thất bại cái chuyện này, mình bị mất mát cái chuyện kia, thì chúng ta phản ứng một cách kịch liệt, hay chúng ta trả đũa để cho chúng ta rất là đau khổ, để cho người ấy rất là đau khổ, thì cả hai cũng là điều đau khổ thôi. Bởi vì chúng ta thấy nếu mà lấy như trong kinh lời Phật dạy đó, nếu mà lấy cái đối với người ngu đó, mà chính nếu chúng ta mà cứ lấy cái oán hờn, lấy cái bực bội mà để đè lên, để dập lên họ đó, thì cả hai đều đau khổ. Người ta mạ lị mình, như chúng ta thấy người ta chửi mắng Phật, người ta mạ lị Phật, Phật ngày khám nhẫn và hiểu biết, thì ngài không nói lại mà cũng không có trả lời lại. Chúng ta để dùng với đức tính khâm nhẫn, bởi vì nếu như chúng ta trả lời lại như vậy, trong cái sự ngu si của chính họ, khi mà họ phát ngôn ra cái tâm mà sân bực, cái sân hận, cái tâm bực bội khó chịu, đó chính là cái tâm hủy diệt đối tượng, cái tâm thô xấu ác. Mà cái tâm thô xấu ác đó đem ra để người ta xử mình ác, mình trả lời ác, thì chắc chắn rằng cả hai đều sẽ đau khổ. Mà như thế thì đó chính là chúng ta cũng như họ, chúng ta gọi là phun máu người, họ ngậm máu phun mình phun lại, họ nói ác mình nói ác lại, thì đó chính là vì ấy không có thể chiến thắng, mà vì ấy rất là tệ hại, tức là bất lợi cho cả hai. Chúng ta không tu tập được một cách viên mãn khi chúng ta kham nhẫn để người ta mắng chửi đánh mình vân vân, thì chúng ta phải có sự cảnh né, hay chúng ta có một cái sự kham nhẫn để vượt qua, chứ chúng ta không nên đối đầu. Bởi vì khi mà cái sự nóng giận, họ là một kẻ ngu si, họ là một kẻ mà xem như là không có chấp cái lý đúng gì cả, lúc đó họ làm bằng một cái tâm sân si, và làm một cái tâm giận hờn, bằng một cái tâm mà đạp đổ và quyết là để cho họ thành tựu cái mục đích của chính họ. Thì chúng ta cũng không dạy gì kham nhẫn ở đó, phải là chúng ta đứng đó, chúng ta chịu đựng kham nhẫn, phải giữ với chúng đứng ở đó, mà chúng ta để chấp nhận cho những cái điều mà họ chà đạp lên mình. Nhưng chúng ta biết tránh né một chút xíu, đây cũng chính là một điều mà rất là căn bản tốt đẹp. Nếu như chúng ta có được sự kham nhẫn như vậy đó, chúng ta sẽ tránh đi những cái sự sai lầm, tránh đi những sự đổ vỡ, tránh đi những cái sự bộc phát mà do sân tâm của mình nó xảy ra. Một người nếu như người lớn, người có chức trách mà không kham nhẫn thì sẽ hư cái việc lớn. Mà nếu như người nhỏ mà chúng ta không có biết tự thắng phục mình thì cả hai đều có một cái sự chống cãi một cách quyết liệt. Và cũng như nếu như người lớn mà không biết phân kỳ phân ly những cái chuyện nhỏ thì nó lại càng hư những cái việc càng lớn hơn nữa. Chúng ta thấy không ít những cái chuyện ở trong cuộc đời này, những cái tình bạn hay cái tình cảm trong gia đình, cha mẹ, vợ chồng, con cái, ông bà, thì tất cả những người đều thiếu cái đức tính kham nhẫn mà nó tan vỡ tất cả, không có gián đoạn, không có sắp xếp. Ở trong cuộc đời này không có chuyện gì mà không có thể giải quyết được, nhưng tại chúng ta không cho chúng ta giải quyết. Đó là sự thật. Chúng ta không thể không giải quyết, nhưng
chúng ta thiếu cái sự kham nhẫn, thiếu một cái sự sáng suốt, thiếu một cái nhìn của trí tuệ, thiếu một cái nhìn của sự hiểu biết, thì thế là thì chúng ta luôn luôn tạo những cái họ nói là mình nói, họ làm là mình làm, thì bắt đầu cả hai đều tạo nghiệp. Ở trong cuộc sống mình nhật cũng vậy, nếu như trong cái việc buôn bán làm ăn tất cả mọi nơi mọi thứ, thì cái sự kham nhẫn đó nó cũng là một điều mà mang cho ta đến nhiều cái lợi ích. Nhiều khi người ta thiếu sót một chút xíu cái gì đó trong cái tinh thần trao đổi với nhau, mà nếu chúng ta không có biết kham nhẫn thì chúng ta mất đi những cái lợi tức rất là lớn ở trong tương lai. Thì cũng như thế, ở trong cuộc đời này cái đức tính kham nhẫn nó là một điều mà hết sức là cần thiết. Nếu như người có đức tính kham nhẫn thì thời người đó có một sự tĩnh tâm rất là sáng suốt. Bởi vì mình có một sự phòng thủ, bởi vì mình có một sự dọn dẹp để mình có một sự chuẩn bị. Nó khác hơn là cái chuyện mà chúng ta phải đối kháng lại. Những người mà tu hành cái đức tính kham nhẫn, như chúng ta xây dựng một cái ngôi nhà, hay chúng ta làm đẹp một cái tư cách của chính mình. Chứ đức tính kham nhẫn nó là một sức mạnh. Nếu như chúng ta biết á, là ở trong kinh cũng dạy rằng khanti paramang tabo tipika nipanang paramang sukhang, kham nhẫn tức là một đức tính cần thiết. Và kham nhẫn đây chính là một cái sức mạnh của một người tu hay là của một con người nói chung. Khi chúng ta có sự kham nhẫn đó, khi chúng ta có sự chịu đựng với cái sự mắng nhiếc, với cái sự đánh đập, với cái sự mà ca thiết ca thống của chính họ nó mang đến ta, hay là cái sự chửi mắng, cái sự đánh đập một cách thậm tệ, một cách tức là không có kiểm soát, thì chúng ta cũng biết kiểm soát mình, thì chúng ta cũng biết điếm bước mình, chứ không có buông trôi theo những cái lời khen tiếng chê, hay là họ khen mình như thế này, họ nói mình như thế kia. Cái sự kham nhẫn này nó không phải là một chuyện bình thường, mà nó là một chuyện, nếu như người nào biết kham nhẫn thì người đó có sức mạnh nó phi thường. Chúng ta có khả năng để chống, để đối lại họ, nhưng chúng ta không chống, không đối. Chúng ta có thể nói lại họ mà chúng ta không nói, chúng ta có thể làm mà chúng ta không làm, bởi vì chúng ta xem chúng ta rất là bình thường. Còn nếu như một cách thứ hai nữa, nếu như chúng ta có đức tính kham nhẫn thì thời chúng ta sẽ có một sự tu tập nó hết sức là lớn lao. Mình không có bị chấp ngã, mình bị người ta xô ngã, mình chấp nhận cho người ta. Chứ mình không có bị chấp ngã, tức là tôi hãy xô tôi thì tôi không bao giờ để cho người ta xô, người ta chửi tôi không bao giờ để cho người ta chửi. Cái chuyện mà người ta dùng bằng thân, dùng bằng khẩu, đó là cái quyền của người ta. Có miệng người ta nói, có tay chân thì người ta đập, người ta phá, người ta đánh, người ta đập mình. Người ta đánh, người ta đập mình. Đó là cái sự thật. Cho nên khi mà người tu á, mà có một cái tâm như vậy, thì á, như chúng ta biết ở thông tin dạy đó, đó chúng ta thấy vừa cái Đức Phật ngày dạy đó, ai mà lị mình á, kẻ trí á, kẻ thiểu trí á, thì nghĩ mình thắng khi nói ra những cái lời thô ác. Họ dùng nhiều cái lời tàn độc, tàn bạo, nhiều cái hành động, nhiều cái lời nói để bất chấp, để vượt qua, để chiến thắng mình, ngay cả lấy thịt đè người. Thì họ nghĩ là như thế. Đối với cái kẻ ngu và cái người tệ hại ở trong cuộc đời này, cứ dùng sức mạnh để đối kháng. Nhưng đối với người hiểu biết ấy, thì người mà có cái kham nhẫn, người mà có cái sự chấp nhận những cái dông tố đến với mình, thì đó chính là một sự tu tập. Đó chính là một sự tu tập, đó hay là chiến thắng. Mà ở đây trong kinh giải chúng ta thấy vừa nghe đó, mới là chiến thắng. Kham nhẫn đó mới là chiến thắng. Chứ nếu như nó đánh mình đánh lại, nó chửi mình chửi lại, là một chuyện thương thôi. Nhưng ở đây
Mình có thể nói, mình có thể kháng cự lại, nhưng mình không kháng cự. Mình có thể hơn họ, nhưng mình không tranh hơn tranh thua. Thì đây mới là cái giá trị quý. Mà nếu như ai mạ lị, mà mình mạ lị lại người, thì dù cho có chiến thắng thì chiến thắng này cũng rất là tệ, cũng rất là dở, chứ không phải là hay. Chúng ta phải nghĩ tới chỗ này. Mà nếu như chúng ta có thể nghĩ rằng mình, họ làm mình cái gì làm là do cái quyền của chính họ, và còn chuyện của mình ở cuộc đời này cũng vẫn là tiếp diễn, cũng vẫn là bình thường như vậy. Cho nên vì vậy, ở trong cái cuộc tu á, cái điều mà khâm nhẫn nữa rất là quan trọng. Mà những người thân ở trong gia đình đó, luôn luôn không bao giờ biết cảm hiểu và thương cho người này. Tất cả chúng ta đều có cái sự tu tập để mong thành tựu những cái điều tốt đẹp. Nhưng nếu như chúng ta thiếu đức tính khâm nhẫn thì xem như chúng ta đã thiếu đi một cái vũ khí, một cái sự phòng hộ cho chính cái điều nguy hiểm của chính mình. Một người biết tu tập á thì sẽ thành tựu nhiều cái lợi ích nhờ cái sự khâm nhẫn. Bởi vì dù chiến thắng cả quân ma ở chiến trường không bằng tự chiến thắng mình. Mà nếu như mình tu tập cái hạnh khâm nhẫn để mình chiến thắng được mình không phản ứng lại, mình không trả đũa lại, và mình cố tình, mình cố gắng tránh né những cái đòn roi, cố gắng tránh né những cái binh khí miệng lưỡi của người. Và chúng ta phải chấp nhận nó. Nếu như chúng ta không thể tránh, không thể né, thì chúng ta phải cố gắng, chúng ta chịu đựng để trả một cái nghiệp ác của mình, để trả một cái điều mà bất lợi của mình. Thì như thế đó thì mới được. Thì hay là khi mà sống á, chúng ta được hiểu biết á, thì nó lợi cho cả hai. Ở trong cuộc đời này, cái sự nóng giận này, cái hành động mà ta đưa tới mình á, nó cũng có nhiều nguyên nhân. Cái nguyên nhân đó, tức nhiều khi nó chưa có hiểu nhau hết. Hay là chúng ta chỉ nghe cái đầu này và chúng ta nghĩ tới cái đầu nọ. Hay chúng ta chỉ nghe có một chiều và chúng ta làm cho nó rối lên chuyện. Thì đó cũng chính là nó càng không có một đức tính kham nhẫn, không có một sự suy xét, không có trí tuệ. Vì cái tâm sân nó vào, nó hủy diệt, nó phá phách hết tất cả. Rồi chúng ta đập phá, rồi chúng ta dẹp bỏ tất cả trơn. Mà chúng ta thường nói xây đúng củi 3 năm đốt 1 giờ. Quả thật như vậy đó. Nó như thế đó. Nó phải đốt 1 giờ nữa mà nó cháy hết luôn, chứ không phải 1 giờ. Nó cháy tất cả liền. Chỉ cần một cái lời nói, một lời nói nặng, một cái lời nói xúc phạm, một cái lời nói bị hiểu không đúng, hiểu lầm thôi. Họ có thể không còn tình thương, mến thương với nhau nữa. Thì nếu như cái nào cũng vậy, ở trong cuộc sống, tâm tư, tình cảm cũng vậy nữa. Khi người ta giận thì mình mới biết, phải biết nhẹ nhàng, phải biết chịu đựng. Chứ còn thí dụ như vợ nói, chồng nói, vợ chửi, chồng chửi, vợ nói, chồng nghe, chồng nói, vợ nghe, cả hai không nghe, cả nhà, ở nhà, hai người nói, thì cả làng, cả xóm nghe, những người xung quanh nghe. Đó là sự thật như vậy đó. Nhưng điều khi mà họ giận lên thì họ luôn luôn là xưng tôn lên cho mình dữ dằn, chứ sự thật ra không có cái gì, nhẹ nhàng một chút xíu. Rồi cuộc đời này cái gì rồi nó cũng đi qua, chứ đâu có cái gì mà nó là phải là cứ cần thiết phải làm như thế không. Thì nếu như một người mà cả hai đều sáng suốt, người kia suy nghĩ mình như thế nào đó, người mình suy nghĩ như thế nào đó, nhưng chúng ta ngồi suy nghĩ lại, thì cái cuộc tranh luận á, tức là nó được lắng yên khi có một người nói, một người sẽ nghe và cả hai đều bình tâm một chút xíu, thì tranh luận nó sẽ được dẹp bỏ qua. Chứ còn nếu mà cứ cãi, cứ cự,
cứ tranh cứ đấu, thì vĩnh viễn trong cuộc đời này chúng ta không bao giờ có biết thương nhau, chúng ta không bao giờ có biết cảm thông cho nhau. Nhiều khi người ta đang khổ gì đó, nhiều khi người ta đang bệnh gì đó, nhiều khi người ta có những cái chuyện gì đó, mà chính chúng ta, bởi vì Đức Phật dạy đừng có lấy cái hành động của chính họ mà trả lại cái hành động của họ, mà mình phải biết cảm thương họ, rồi chúng ta mới thực hiện cái hành cảm nhận được. Bởi vậy thí dụ như người ta đang bị phiền não vây quanh người ta, mình bình tĩnh hơn, mình ít phiền não hơn, mình có thêm cố sức hơn, thì mình cứ cố gắng chịu đựng đi. Chứ quả thật thì nó cũng xuất phát điều một cái sự hiểu sai, điều là một sự chấp ngã, rồi đưa đến một cái sự sân hận. Chứ sự thật ra nó không có cái chuyện gì mà nó to tát, không có chuyện gì mà lớn lao cả. Mà chính mình suy nghĩ quá lớn, mình hiểu sai quá nhiều, thì cục diện này nó không thể bình yên được. Cho nên nếu như cả hai đều có một cái tu, nó sống biết lợi lạc, thì cả hai sẽ được tốt đẹp. Mà cả hai được tốt đẹp thì những người xung quanh được tốt đẹp. Bởi vậy cho Đức Phật ngày sáng xác định rõ ràng, nếu như cả hai mà không hiểu biết, mà không chữa được cái vết thương của mình, thì người ấy không hiểu rõ được cái chánh pháp. Đúng như vậy. Không hiểu rõ chánh pháp là từ sao vậy? Bởi vì là mình luôn luôn chấp thủ cho mình đúng, mình luôn chấp thủ cho mình là không bao giờ sai. Mình luôn chấp thủ cho mình cho rằng mình đúng, nhưng cái đúng đó là cái đúng của chính mình, chứ chưa chắc là đúng ở trên cái lý đúng. Và nếu như chúng ta có một đức tính cảm nhận, là một trong những cái sức mạnh để chúng ta mới thành tựu được các pháp thượng nhân. Hay chúng ta có sự cảm nhận thì chúng ta thành tựu ở cuộc đời này nhiều chuyện mà chúng ta không thể nào ngờ được. Cái sự cảm nhận này đó là một nhu cầu thiết yếu. Cái sự cảm nhận này đó là một điều cần thiết với tất cả chúng ta. Bởi vì trong cuộc đời này, chúng ta muốn yên, nhưng cuộc đời chúng ta cho thường nó không để cho chúng ta yên. Cũng như Đức Phật đâu có đấu tranh với ai, Ngài không có tranh hơn tranh thua với ai. Nhưng nhiều người nhiều bà la môn, nhiều cái con quỷ dữ già so, hay là những con người đến luôn luôn để tranh hùng, tranh bá với Phật. Như Lai không có tranh với đời, đời tranh với Như Lai, chứ Như Lai không có tranh với đời. Bởi vì chúng ta thấy Ngài không bao giờ chấp nhận cho những ai mạ lị hay mắng nhiếc người ta, dầu cho bất cứ người ta là cái gì cả. Mà chúng tôi cũng thường nói, mình luôn luôn đánh giá cho người ta. Người ta sống tại sao người ta dữ quá, người ta tệ quá khi người ta làm những cái hành động như vậy. Nhưng mình đâu có biết rằng nếu như đến khi mình còn làm hơn nữa, mình có thể còn làm hại người ta hơn nữa. Cho nên nhiều khi mình thấy người ta ác, mình thấy người ta làm cái hành động mạnh được yếu thua với những người già cả, với những người tàn tật, với những người khiếm khuyết vân vân, thì chúng ta có khởi lên cái tinh thần là chí khí anh hùng, nó quật khởi trong ta. Nhưng nó cũng là sai. Bởi vì sao? Bởi vì sự thật chưa có phải đến diễn ra như chúng ta có cái tâm suy nghĩ đâu. Mà tất cả các pháp nó đều có duyên sanh, nó có duyên khởi, mà nó khởi sanh lên, chứ không phải tự nhiên. Không có chuyện gì trong cuộc đời này mà tự nhiên cả. Ye thamma he tupapua te san sa che chamaha samano. Các pháp có nhân sanh, thời các pháp sẽ chịu cái quả diệt. Đây là lời dạy của Đấng Đại Sa Môn Cồ Đàm mà chúng ta được nghe. Hãy sanh đến thì tự đến, hãy mà sanh thì phải là già đau chết. Hãy thương xa thì ghét gần, cầu không được nó đau khổ, muốn không được nó đau khổ, nó bất tội nguyện. Mà nếu như đời nó bất tội nguyện như vậy, thì chúng ta phải biết khâm nhẫn để chúng ta vượt qua. Còn nếu như chúng ta không có cái sự khâm nhẫn, thì chúng ta không thể nào mà vượt qua với bất cứ tình huống, bất cứ lý do gì. Bởi vì sao vậy? Bởi vì do chúng ta thiểu trí quá, do chúng ta khéo có sự nghiệm suy, khéo có một sự quan sát. Hay những
xung quanh ngồi mình cứ ôm một cái vật gì đó hay là một cái gì mà chúng ta thân thương triều mến, nhưng rồi thì kết quả nó được cái gì? Nó không được một cái gì như ý chúng ta đâu, bởi vì chúng ta thiếu một đức tính kham nhẫn để chúng ta được lắng nghe, để chúng ta được hiểu biết. Khi người ta giận, người ta chửi mình nghe thì nó đi qua, nhưng nếu như chúng ta có một cái sự chống trả thì nó sẽ mãi mãi nó bất an, và mãi mãi nó không bao giờ bình thường được. Cái bài học kham nhẫn không là một bài học của người lớn người nhỏ, mà cái bài học kham nhẫn này nó cần phải được chúng ta quân tu đối với từng ngày, đối với từng thời gian, rồi đến khi xảy ra chuyện thì chúng ta mới có sự thực hành được. Chứ còn thí dụ như đó, bởi vì phải tập cái gì, phải tập tu từ tâm thì chúng ta đối trị được cái sự hung ác. Bởi vì sao vậy? Cái tâm chúng sinh nó vốn cho rằng mình đúng, cho rằng mình phải được, cho rằng mình phải hơn, chứ họ không chịu thua, họ không chịu sai, mà họ cứ chấp sai cho họ đúng. Sự thật ra những con người như vậy chúng ta không cần phải nói nhiều, không cần phải giải thích nhiều, không cần phải đưa ra những cái viện dẫn nhiều, bởi vì chính họ đã cái gì, họ sai mà không biết họ sai. Dạ, như vậy cái người hiểu biết được Phật pháp, cái người hiểu biết được tiếng nhân quả, cái người hiểu biết được cái sự đến đi trong cuộc đời này nó tạm bợ, nó giả tạm thôi, rồi tất cả chúng ta đến với nhau 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm, vân vân, cho bất cứ thời gian nào, nhưng nếu như chúng ta còn sống thì ngủ trên cuộc đời này, và cái đức tính kham nhẫn cần phải có mặt, cái đức tính tốt đó cần phải ban cải, cái điều hay lẽ phải đó, chính chúng ta có sự kham nhẫn thì chúng ta mới nghiệm ra được điều hay lẽ phải, chính chúng ta có sự kham nhẫn đó chúng ta mới ghi ngộ được các pháp thượng nhân. Bởi vì hành động lời nói của chúng ta biết lợi mình lợi người, hành động lời nói cả hai, thì chắc chắn chúng ta sẽ được yên vui, tất cả chúng ta sẽ được tốt đẹp. Chứ bằng ngược lại, ở trong cuộc đời này, cái sự đến, sự đi, sự hổ giờ, sự hờn dỗi vân vân, tất cả nó chỉ là một cái điều mà gây cho ta bất ổn thôi. Khi chúng ta sân hận á, thì sức khỏe chúng ta nó không có, nó mất đi cái sức khỏe, mất đi cái gì, nó mất đi một cái sự xúc tác, một sự đề kháng. Mà người tu cần phải có một cái sức khỏe, nó như là một cái sức mạnh của sự đề kháng, để tất cả chúng ta không có vượt qua, để tất cả chúng ta sẽ được thành tựu nhiều cái điều phúc lạc. Nhưng thường thì chúng ta đâu có biết. Chúng ta cứ nghĩ mình có thể như thế này, mình có thể như thế kia, nhưng khi đụng chuyện rồi thì chúng ta biết rằng cái sức đề kháng của chúng ta nó rất là yếu. Cái sự kham nhẫn này nó như là một cái sự tu tập, nó như là một cái sự quân tập cho cái sức khỏe. Bây giờ sức khỏe, nếu chúng ta có khỏe mạnh thì chúng ta mới vượt qua được. Thì cũng như thế, nếu chúng ta có sức mạnh của tâm hồn hay sức mạnh của tâm mà bằng cái kham nhẫn, là chúng ta phải biết tu, là chúng ta phải biết chấp nhận, chúng ta phải biết đối diện với hiểm nguy, đối diện với cái sự nguy hiểm đó trong cuộc đời này. Không ai mà tự nhiên có sự kham nhẫn được. Nó cái đó dễ lắm, tôi tu chứ tới đó cái tôi nhịn được liền. Nói cái miệng gì chứ chưa chắc đâu. Đụng một cái rồi biết. Cái chuyện mà kham nhẫn đối với cái sự nóng, cái sự lạnh, cái sự đói khát, cái sự nặng nề một chút xíu, chúng ta có thể kham nhẫn, nhưng nhiều khi
nó có những cái bực bội, cái khó chịu của tâm hồn, hay là cái phiền não nó khởi sinh lên, đó mới là một cái, đó mới là một sự chiến thắng cái tâm của mình. Đó là sự thật như vậy đó. Chứ còn nếu như mà chúng ta không có một cái không có quân tập, không có, có được một cách tức là bài bản, thì tự chúng ta đã làm cho chính mình đau khổ, cho người, những người xung quanh đau khổ. Chúng ta thấy con voi Nalakiri hay là cái như là nàng chính cha, hay là ngay cả luôn là ngài Angulimala đều được Đức Phật ngài quá trị bằng một cái gì, bằng một cái lòng từ như là con voi Nalakiri. Rồi Angulimala bực bội la lên, Sa môn Gotama hãy đứng lại. À, ta đã đứng lại rồi, chỉ có ngươi mới là đang chạy, ngươi mới là đang đi đó. Và cái sự thật trong cuộc đời này, cái chuyện mà nàng chính cha du quan ngài chỉ ta và nàng, cái sự tình, cái thai bào này chỉ có ta và người hiểu thôi. Chứ giờ nói ra ai sẽ hiểu đây? Chính người nói ra thì lúc đó đó Đức Trời Địa Thích đó mới quá thành con chuột mà cắn cái sợi dây mới rớt ra. Thì kính thưa quý vị, gặp những cái tình huống cơ đó thì phải nói rằng cái sự cảm nhận và cái sự bình tĩnh nó là một vấn đề hết sức là tốt đẹp. Và trong cuộc đời này chúng ta nhớ cái gì cũng có thể giải quyết được, chứ đừng có bao giờ ngăn chặn tất cả những cái điều nó đưa đến cái sự bình an cho mình. Đây là một điều mà chúng ta nhớ trong đức tính tham nhẫn đó. Chuyện gì rồi cũng giải quyết được, không có chuyện gì mà không giải quyết được, tại chúng ta không cho chúng ta cái sự giải quyết đó. Rồi chúng ta đưa ra một cái tình huống, đưa ra một cái lý nó phải như vậy, nhưng sự thật ra câu chuyện đó là một cái điều sai. Cho nên vì vậy chúng ta cũng đừng có phải sợ hãi, vì vậy chúng ta cũng đừng có phải là quá là lo lắng. Rồi tất cả các pháp đều nó đều sanh diệt, nó đi qua hết. Cái chuyện thật là khó khăn, thật là khốn đốn, thật là bức bách, thật là mệt mỏi, rồi cũng đi qua. Ngay cả cuộc sống này của chúng ta rồi cũng chấm dứt, rồi cũng kết thúc, chứ đừng nói chi là cái gì. Rồi nó cũng đi qua. Cái cảm thọ khổ, cảm thọ khó chịu rồi thì cũng vô thường. Cái cảm giác lạc, cái cảm giác hỉ rồi cũng vô thường. Cười đó rồi sẽ buồn đó, vui đó, lạc đó rồi sẽ khổ đó. Đó là sự thật. Người có tu thì luôn luôn, người có hiểu biết thì luôn luôn họ sẽ dùng cái tâm để mà thành tựu được những cái điều căn bản, những cái điều tốt đẹp. Còn nếu như đó chính là cái gì mà chúng ta biết đó, khi mà biết người kia giận dữ á, thì mình có chánh niệm mình bước luôn một bước, mỗi câu mà ba răng sang cúp bí tăng nhã toa vô sạch tăng upasamati, khi biết người kia giận dữ á thì vì ấy chánh niệm thì được cái sự an hòa. Đúng như vậy đó. Và người chữa được cho mình, cho bản thân và cả cho người nữa. Khi một người mà la lên đúng sùm, rồi cả đám la lên, tưởng đó là đúng, chưa chắc. Một người nói lên như thế này, người nói lên như thế kia, chưa chắc là đúng đâu. Không phải đám đông, không phải là đa phần là đúng, chưa chắc. Bởi vì chỉ là hùa theo, chỉ là chạy theo thôi, chứ chưa chắc là chính xác. Mà phần đông á, con người mình nó hay hùa theo, làm theo, thấy người ta làm, thấy người ta nói mình cũng nói, thấy người ta chửi mắng một người nào đó, mạ lị một người nào đó, nhưng quả thật chúng ta chưa hiểu biết được một sự tình rõ ràng gì. Rồi người đó im lặng, người đó chịu trận, rồi chúng ta cho là tại vì người đó
phải chịu đựng, chứ sự thật ra chưa chắc. Người ta im lặng bởi vì người ta không thể phản ứng được, người ta không thể nói được, chứ không phải là cái điều đó như ý mình nghĩ. Mình chỉ nghĩ có một chiều, nhưng cái đó nó còn đa chiều, nó còn nhiều điều mà nó lộn xộn vô cùng nhiều. Chỉ có một chuyện mà chúng ta nghĩ tới hai ba chuyện, chỉ có một điều chúng ta nghĩ hết tới hai ba điều thì không thể nào mà giải quyết được. Cho nên vì vậy, ai hiểu biết được người ấy nói rằng ta tốt ta xấu gì đó, mà nếu mà muốn được cái sự im lặng á, cả hai á, người ta nói mình nói thì không bao giờ nó kết thúc được. Người nói có kẻ người nghe, và từ từ thì tranh luận nó được sẽ được yên lắng. Mình phải tập tu, mình phải tập làm một cái người biết chấp nhận, biết tham nhận. Bắt đầu chuyện gì cũng đi qua, chuyện rồi gì cũng sẽ kết thúc, đây là sự thật. Và nếu quyết được như vậy đó, chữa lành thì cả hai đều sẽ được an lành. Cho nên quả thật, nếu mà cũng như xin lặp lại một lần nữa, bây giờ người ta dùng một cái lời ác khẩu, cái lời thô tục để mà mắng mình mắng lại cái lời thô tục, là cả hai đều rất thô tục. Người ta chửi mình, người ta ngậm máu phun mình, thì mình chế tạo cái máu của mình phun lại, thì cũng cả hai đều dính máu của nhau hết. Chứ không phải là nếu chúng ta thiếu đức tu, cũng như vậy đó. Người ta thiểu trí, người ta ngu si, người ta chửi mình, và mình cũng cảm thấy bị tổn thương, cảm thấy bị bực tức, mình phản ứng lại vân vân, thì đó chính là một cái sự kéo dài đời này đời nọ, triền miên kiếp này kiếp kia. Cho nên đây là một điều mà chúng ta cần phải có một sự sáng suốt. Cũng như bài học hôm nay dạy cho ta đó, Đức Phật ngài chỉ nói đó, cái người kẻ thiếu trí thì nghĩ mình cho mình thắng, chỉ nói ra những lời thô ác, còn đối với người hiểu biết á, kham nhẫn mới là chính là chiến thắng. Mà Pháp Quốc Kinh dạy rằng chúng ta cho rằng thắng người này thắng người kia, nhưng cả thắng ở chiến trường, nhưng không bằng tự chiến thắng mình. Là chiến thắng cái gì? Kham nhẫn đối với cái sự bực bội, kham nhẫn đối với cái lời nói khó chịu, kham nhẫn đối với cái lời mắng nhiếc, kham nhẫn đối với cái lời mà họ chửi bới mạ lị mắng nhiếc mình, mà mình dừng lại được, để cho tâm mình không có bực tức, tâm mình không có trả thù, tâm mình không có oán hận, mình biết chấp nhận, thì đó mới là một sự chiến thắng quả thật như vậy đó. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, xin có đôi điều trình bày qua cái ý nghĩa của bài học kham nhẫn hôm nay. Nếu có điều chi sẽ tất kinh, con kính ngưỡng mong cho Tôn Đức Tăng từ bi giải thích và chỉnh sửa, và cũng như mong toàn thể quý vị quan hỷ cho. Kính chấp dứt thời gian thứ đây, trước khi dứt lời kính dân Phật Phước Lành đến trước đây, để thích kỷ đại thiên vương, các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chính là các vị chư thành chư thiên, các vị chân linh giác linh kỹ linh tại Quảng Nghiêm chùa Bồ Đức, mong tất cả quý vị được an lạc, được tấn hóa, và mong cho mọi chúng sinh đều được từ tâm, đều được sự an lành. Hãy dùng đức tính kham nhẫn để sống chan hòa, để sống bình an với nhau. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Sa thú cái chân thưa thật quý, và thưa thầy sư, không biết hòa thượng có ở trước máy không? Nếu hòa thượng thầy sư hoặc đang có ở trước máy, thì thỉnh hòa thượng trả lời cho câu thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi hòa thượng thầy sư, hòa thượng có ở trước máy và nghe được không? Dường như hòa thượng thầy sư không có mặt ở trước máy. Quý vị quan hệ cho biết là ngoài hòa thượng thầy sư, thầy tòa tư quyền, còn có vị giảng sư nào khác có mặt ở trong lớp học không? Thưa quý vị, chắc là quý ngài hiện không có mặt ở trước máy. Thầy tòa tư quyền mới giảng xong nên để thầy tòa nghỉ một chút. Chúng tôi xin được tiếp theo lời của thầy tòa tư quyền. Chúng ta đọc lại một câu chuyện là một vị Bà La Môn cũng trong cái dòng họ Farada Chát, đúng ra là ba anh em, thì hai người đầu đã xuất gia
và chẳng những xuất gia mà còn là những vị thánh A-la-hán. Thì hôm nay chúng ta nghe câu chuyện của người em Úc lại đến với Đức Phật, và khi đến đó, thì ông cũng nói những lời mắng nhiếc và Đức Thế Tôn đi im lặng. Ông Bà La Môn đã nhìn sự im lặng đó xem là một cái sự thất thế, bị chiến bại, nên chi đã nói lên là Sa Môn, ngày Sa Môn kia ông đã thua. Thưa quý vị, Đức Phật Ngài đã ban bố cho vị Bà La Môn này một bài học, đó là cái chuyện mà mình bổ ngực sinh tên, chuyện đó ai làm cũng được hết. Nhưng mà chính một vị mà im lặng kham nhận, người im lặng kham nhận có hiểu biết thì mới thực sự là bị chiến thắng. Thân có bài học về sự kham nhận đó là một bài học lớn đối với tất cả những người con Phật, và đặc biệt là các vị xuất gia. Thưa quý vị, trong rất nhiều thứ phiền não đó, thì cái phiền não mà khó dằn nhất đó là sự phẫn nộ hay là nổi nóng. Gặp cái chuyện bất bình, nhất là khi bản thân của mình được bị tấn công, bản thân của mình bị sỉ vả một cách vô tội vạ và sỉ vả một cách quan ức, thì chúng ta rất là dễ dàng để nổi nóng, rất là dễ dàng để phản ứng. Và học cái hạnh kham nhẫn đó, ở trong bài kinh này Đức Phật dạy không đơn giản là chúng ta chỉ nhịn bằng cách là chịu đựng, mà chúng ta hãy kham nhẫn với sự hiểu biết. Thế nào là sự kham nhẫn với sự hiểu biết? Lấy ví dụ như là người ta đánh mình đánh lại, người ta chửi mình thì mình chửi lại, người ta mạ lì mình mạ lì lại, thì chuyện đầu tiên đó là mình với người đó không khác gì nhau hết. Nhưng mà vấn đề này là cái phản ứng rất là bản năng, rất là thường tình của chúng ta. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta vốn quen là ăn miếng trả miếng. Người ta đánh mình, mình đánh lại, người ta chửi mình, mình chửi lại. Người ta nói nặng mình thì mình nói nặng lại. Một á, là mình cảm thấy rằng mình làm điều đó là mình không có thua thiệt. Và hai đó là mình cảm thấy đó là một cái phản ứng tốt nhất trước cái sự tấn công của người khác. Kỳ thật thì cái phản ứng đó nó chỉ là một sự thiếu hiểu biết thôi. Ở trong các câu danh ngôn của ông cô nói rất là đáng để chúng ta suy gẫm, là nổi nóng ở giữa đám đông chỉ là làm nhục với chính mình. Câu này có ý nghĩa lắm. Khi mà đối với đám đông mà chúng ta nổi sân si, chúng ta không biết tự kiềm chế, thì thưa quý vị, chúng tôi không biết quý vị thấy thế nào, nhưng mà thông thường đó, khi mà chúng ta nhìn thấy hai bên đang đối diện với nhau, mà bên này chửi bên kia, bên kia chửi bên này nọ đó, thì chúng ta ngao ngán nếu chúng ta là người khách quan. Tại vì sao vậy? Là khi mà mình nói lời qua tiếng lại nặng nề đó, thì chẳng có đẹp đẽ gì hết. Nhưng mà nếu chúng ta có đủ một chút bình tĩnh, kham nhẫn, nói đàng hoàng, thì chúng tôi bảo đảm rằng ít nhất trong số những người mà khách quan nhận ra đó, thì nhận rằng đã có một bên hồ đồ, có một bên nóng nảy, một bên là kẻ manh động, và bên kia đó là người biết an hòa nhẫn nại. Thật ra thì thứ gì chúng ta đọc ở trong kinh sách, đặc biệt là Uvada Parimokkha và nhiều thứ khác, thì Đức Phật Ngài dạy là nhẫn nại đó là cái vũ khí vị sa môn. Tức là người đời đó thì họ có đau, có trượng, có tiền bạc, vật chất, có thế lực, thậm chí là họ có những thứ để bảo vệ họ. Nhưng người đời sống của người tu đó, thì cái áo giáp của mình chính là sự nhẫn nại, chính là sự kham nhẫn. Và chúng tôi đi làm việc ở trong giáo hội Đông Thống Nhất và sống trong cộng đồng người Việt hơn 40 năm mà chúng tôi sống với xứ người đó, thì luôn luôn chúng tôi thấy được một điểm như vậy. Không có một kẻ nào manh động mà cuối cùng kẻ đó chiến thắng hết. Đừng nghĩ như vậy. Đừng nghĩ là ăn to nói lớn. Đừng nghĩ là dùng búa rìu miệng lưỡi là thắng mọi việc. Thật ra nhất thời đó thì những kẻ đó xem rất là mạnh, nhưng về lâu dài chính những kẻ đó là những kẻ thất thế. Những kẻ đó là những kẻ mà họ luôn luôn là phải chịu cái sự hối hận. Tại vì sao? Tại vì chúng tôi lấy ví dụ như bây giờ ở trong cộng đồng hai bên chửi nhau, người ta nói chửi nhau như chó mèo vậy đó. Rồi để cuối làm gì? Người ta chỉ nhớ hình ảnh xấu của người chửi thôi.
Mà ngay cả trong giới tu sĩ, giới chùa chiền, mà càng chửi nhau, càng bôi xấu với nhau, thì rốt cuộc làm gì? Là mình chỉ thấy rằng mình là một vị tu sĩ bất xứng, là một người không có sống theo lời Phật dạy. Và người ta nghĩ rằng người ta có thể hạ gục người khác bằng sự chà đạp, không có. Thật ra thưa quý vị, chúng ta bị đánh gục xuống không phải là do sự chà đạp người khác đâu, mà là do cái lỗi của chính mình thôi. Còn cái sự chà đạp người khác không đủ sức, không đủ sức để thắng mình, cho dù đó là một sự bôi nhọ đi nữa. Và trong cuộc sống này, chúng ta phải vững tin một điều rằng cái sức mạnh của sự tham nhẫn nó nhiều hơn là sức mạnh của những lời nói ác, những lời nói hung dữ, những lời nói bôi bẩn, những lời nói mà hằn học. Chúng tôi chưa bao giờ thấy một cái lời nói hằn học mà nó có một cái giá trị lớn, sâu dài và lâu dài. Mặc dù nhất thời thì nghe nó bạo mồm bạo miệng thật sự đó. Nhưng mà để có điều này đó, chúng ta phải từng trải. Để có nhận thức được điều này đó, chúng ta phải suy nghiệm lời Phật dạy. Và để có những điều này đó, thì ít nhất là chúng ta có những giờ phút ngồi lại. Khi mà mình bị người khác tấn công, cái chuyện không phải là mình hơn thua, hay là ai khen mình, hay là mình nói ra chuyện thiên hạ xử mình, không ai phân xử hết. Thiên hạ chỉ là khán giả thôi. Và khán giả, họ thích họ vỗ tay, không thích họ không vỗ tay, chuyện của họ. Nhưng mà mình càng nói ra, đừng bao giờ nghĩ rằng cuộc đời sẽ là những tòa án, cuộc đời sẽ là thẩm phán để giúp cho mình. Không có. Mà cái chuyện tốt nhất của mình là mình phải tự ngồi lại thử xem là cái thái mình ra sao. Mình có phản ứng đúng như là một người con Phật không? Mình có khả năng để đối diện với những điều này không? Một người gọi là thật sự trưởng thành, một người thật sự có nội hàm, một người thật sự có tu tập, thì chúng ta đối với những nghịch cảnh ấy, chúng ta làm gì? Chúng ta có nổi đùng đùng nổi giật lên không? Vẫn sự phẫn nộ đó đó, nó có làm đẹp hơn, làm tốt hơn, và sự phẫn nộ đó, đó nó có làm cho chính mình ngủ ngon hay không? Không có. Không có ai nổi nóng mà ngủ ngon hết. Không ai nổi nóng ngủ ngon hết. Cái người mà ngủ chứ ngủ thật ngon á là người gì? Là người đến gọi là sát trừ sự phẫn nộ thì người đó mới ngủ ngon. Thế Đức Phật đâu nói là mình khơi dậy sự cuồng nộ mình ngủ ngon đâu. Chúng tôi chưa thấy ai khơi dậy phẫn nộ càng ngủ ngon. Tại cái người ăn không ngon, ngủ không yên, những người mà luôn luôn sống ở trong cái sự bực bội, khó chịu, căm phẫn, đó là những người không nhìn lại chính mình. Đơn giản, mình nhìn lại chính mình là mình hỏi rằng rồi sao? Mình chửi người ta rồi sao? Mình hơn người ta rồi sao? Mình nổi nóng rồi sao? Được cái gì? Mình được cái gì từ cái điều đó? Đức Thế Tôn Ngài dạy chúng ta có những cái tâm niệm, và đôi khi chúng ta nên làm cái nhật tụng để mà tụng. Mình nghĩ rằng ngày mình rồi được cái gì? Người đó làm lợi cho kẻ thù mình, được cái gì? Người đó làm hại đến người thân của mình, được cái gì? Những cái suy nghĩ mà là ở đó làm lợi hay làm hại cho mình, làm lợi làm hại cho người thân của mình, làm lợi làm hại cho kẻ thù của mình, nó chỉ là bỏ dầu vào lửa thôi, không lợi ích gì hết. Và chúng ta phải trở về với một cái cương vị, một cái cương vị của người đánh u. Chúng tôi không biết là hồi nhỏ quý vị nào có chơi tán u không. Tán u tức là chúng ta giữ cái trứng, và hồi xưa không trứng, chúng tôi dùng đôi dép lào để đó. Cái quan trọng của chúng ta là gì? Là làm sao đừng có bị điều hổ ly sơn. Làm sao đừng bỏ đi cái vai trò quan trọng của mình. Mỗi một người tu chúng ta giống người thủ môn mà trong cái trận đá bóng vậy đó. Ở ngoài kia họ làm gì mặc kệ. Cái chuyện quan trọng là mình đừng để banh vào trong lưới. Càng giữ càng nhiều càng tốt. Chúng ta hãy đóng vai trò người thủ môn. Nghĩa là đừng để banh vào trong lưới. Ở trong đời này đối với người tu tập đó, thì cái quan trọng nhất là bớt phiền não, bớt sân si, bớt ác nghiệp, bớt phẫn nộ. Không có cái chuyện gì hay ho gọi là phẫn nộ hết. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình là thượng tọa, là hòa thượng, mình là nhà sư, mình là người có tiếng tâm, mình là thế này thế kia, thật ra mình có quyền giận. Thật ra chẳng có gì quyền gì. Chỉ đơn giản là mình mất bình tĩnh thì mình nói những lời không nên nói. Mình phiền não, mình làm những chuyện không nên làm.
và luôn luôn phải tự nhắc chính mình rằng nổi nóng là tự làm nhục chính mình, nổi nóng nóng là tự đánh mất cái nền tảng tu tập của mình, nổi nóng là khiến cho bạn ăn không ngon ngủ không yên. Đức Phật ngài dạy chúng ta, tại sao ngài dạy chúng ta nên sống với chính mình, tại sao chúng ta nên phản tỉnh, là tại vì từ cái sống chính mình đó, chúng ta có được một cái vị thế rất tốt. Đừng bao giờ bị hai mũi tên, một mũi tên đủ rồi. Người ta chửi mình, người ta đánh mình, nhưng mà chính bản thân mình đừng làm khổ mình. Cái tự làm khổ mình đó là gì? Chính là những cái phản ứng rất phàm phu, những phản ứng rất là thường tình, những phản ứng rất là khó chịu. Nên không những là bài học rất lớn trong cuộc sống. Chúng ta phải chắc nhiều lấy cái kinh nghiệm để mà đủ cái khả năng kham nhẫn. Chúng ta phải có đủ cái sự tâm niệm về Phật Pháp để chúng ta không có những lời nói ác khi chúng ta gặp chuyện bất bình. Con người bất bình mình ác lắm chứ. Lấy ví dụ là cái người đó họ đụng chạm đến mình, mặc dù người đó không xấu lắm, nhưng mà chúng ta nói sao cho người đó thiệt là xấu. Người đó họ đụng chạm đến mình, có khi thật ra nó không đến nỗi, nhưng mà mình làm cho cái chuyện đó như là trời sập xuống. Cái người đó họ đụng chạm đến mình, nhưng mà mình sợ rằng mình sẽ phải cảm thấy nhục khi mà mình im lặng. Khi cảm thấy nhục, mình im lặng đó, đó là một nhận thức sai. Và chúng ta đang hấp thụ một nền văn hóa yếu kém về mặt tinh thần. Một cái nền văn hóa văn minh, một nền văn hóa mạnh về tinh thần, thì nền văn hóa đó nó dạy cho con người biết nhẫn nại. Còn cái nền văn hóa mà ăn miếng cả miếng phải hơn thua đủ, ăn thua đủ đó, thì thật ra cái văn hóa là tầm thường đó. Cái văn hóa bản năng, con cá mang tri, văn hóa mội rợ, văn hóa của hận thù, nó có chuyện gì mà ăn miếng trả miếng hết. Ở bất cứ hoàn cảnh nào, dù là trong cái quan hệ vợ chồng anh em, dù là quan điểm đạo bạn, dù là quan điểm trong một cộng đồng thế này thế kia, thì người ta nói mình, thì Đức Phật ngài khuyên mình đầu tiên là mình hãy tự nhìn lại xem cái lời nói họ đúng hay sai. Lời họ đúng thì mình sửa đổi, lời nói họ sai thì thôi, thì bất quá là mình vì cái gì quá khứ người ta vu khống mình, bất quá người ta nói mình thôi, chứ không nhất thiết. Thật ra có nhiều khi người ta nói mình một cách vu vạ cũng không nhất thiết người đã xấu hoàn. Chúng tôi biết trong cuộc đời chúng tôi có nhiều người chỉ trích chúng tôi nặng nề lắm, nhưng mà nhìn lại những người đó thì tại họ ghét cá nhân chúng tôi thôi, nhưng mà đối với người khác họ rất là tốt. Họ ghét chúng tôi thôi, nhưng mà thật sự họ cũng làm rất nhiều tốt với cộng đồng. Cái vấn đề là khi mình giận lên thì mình không thấy được cái tốt của người khác. Khi mình nổi nóng lên thì mình không thừa nhận cái giá trị của người khác. Người đó có thể nặng nề đối với chúng ta, người đó có thể sai, nhưng mà người đó còn có rất nhiều cái tốt mà chúng ta có thể thưởng thức được. Và do vậy, ở trong cuộc sống đó, một cái điểm quan trọng nhất của sự kham nhẫn và sự hiểu biết, chúng ta đừng quên điều này. Đức Phật nhắc chúng ta rất là nhiều, sự kham nhẫn phải dựa trên sự hiểu biết. Và người có trí là người hiểu được rằng cái lời nói ác độc, lời nói ngoa ngữ, ác ngữ, vọng ngữ chẳng có ích lời hết, mà chỉ nó chỉ là cái nghiệp xấu của chính mình thôi. Người ta tạo nghiệp xấu rồi, mình tạo nghiệp xấu để làm cái gì? Để kéo nhau xuống bùn hết. Người ta bôi tro trách đó là làm gì? Mình là bôi tro trách đó lại để hai bên cùng dơ hết. Thì mình phải có khả năng, phải có khả năng tham nhẫn, phải có khả năng im lặng. Và sự im lặng đó là một bài học rất lớn cho cuộc sống. Thưa quý vị, dường như bệnh Hòa Thượng Tế Sư, không biết Hòa Thượng có ở trước máy, và Hòa Thượng khi nào Hòa Thượng có trở lại trước máy, Hòa Thượng Hoan Hỷ cho biết. Bây giờ, có Hòa Thượng rồi. Bệnh Hòa Thượng Tế Sư, ở trong bài kinh này, chúng ta thấy Đức Phật ngài dạy về cái sự kham nhẫn với sự hiểu biết. Thì có nhiều người nói rằng lúc mình có chuyện đó, thà là mình đừng suy nghĩ gì hết thì mình nhẫn nại được, còn mình suy nghĩ đó thì mình càng dễ nói đóng, thì có đúng không? lúc mình gặp những bất bình, mình có nên vận dụng kiến thức của mình hay không, hay lúc giận bất bình mình nên tìm cách mình ngủ giấc, hay là mình đi đâu khỏi đi, mình đừng có đụng chạm đến, mình sẽ bất bình hơn. Cái thứ Hòa Thượng chia sẻ một vài cái kinh nghiệm của Hòa Thượng về điểm này. Cái thầy kính lễ Đức Phật, kính lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý Phật tử, thật ra thì khi mà chúng ta gặp cái chuyện bất bình, chúng ta có sự suy nghĩ, chúng ta mới kham dẫn được suy nghĩ đúng pháp. Cái suy nghĩ đúng pháp đó gọi là yoniso manasikara, tức là khéo tác ý. Người ta nói cũng không phải là sai. Người ta nói càng suy nghĩ đến cái việc đó nhiều thì mình càng thức tối, cho nên thôi bỏ qua đi ngủ. Đó là trường hợp họ suy nghĩ. Họ suy nghĩ như thế nào? Họ suy nghĩ nó đã làm bất lợi cho ta, nó đang làm bất lợi cho ta, nó sẽ làm bất lợi cho ta. Nó đã làm bất lợi cho người thân của ta, nó đang làm bất lợi cho người thân của ta, nó sẽ làm bất lợi cho người thân của ta. Hay là suy nghĩ rằng nó đang làm lợi ích cho kẻ thù của ta, nó đã làm lợi ích cho kẻ thù của ta, nó đang làm lợi ích cho kẻ thù của ta, nó sẽ làm lợi ích cho kẻ thù của ta. Nếu mà cứ suy nghĩ như thế đó thì hàng chi cái tâm sân của họ, cái hiềm hận của họ nó mới khởi lên. Nó mới khởi lên được. A cô chi măng a quát chi măng a chín nê măng a ha si mê dê chí tăng úp bà nê hăng tí quê răng tê sang nê sâm bà tí. Người mà ôm ấp nghĩ rằng, ôm ấp niềm hận rằng nó mắng ta, đánh ta, thắng ta, cướp của ta, thì hận thù trong những người ấy không có nguôi, không có nguôi ngoai được. Cho nên ở đây cũng là suy nghĩ. Nhưng mà nếu một người họ suy nghĩ thì họ suy nghĩ về cái chuyện nó đánh ta, mắng ta, thắng ta, cướp của ta, hay là làm bất lợi cho ta, bất lợi cho người thân của ta, hay là nó làm lợi cho kẻ thù của ta. Cứ suy nghĩ như vậy thì hèn gì cái tâm sân của họ cứ nổi lên mãi. Thế là họ phải tìm cách họ quên đi thì đúng. Nhưng mà trong lời dạy của Đức Phật á, thì kẻ thiểu trí nghĩ mình thắng khi nói ra những lời thô ác, nhưng mà đối với người có hiểu biết, kham nhẫn mới là chiến thắng. Thì ở đây đó, khi mà chúng ta có sự hiểu biết, chúng ta mới kham nhẫn được. Chúng ta ghi nhớ vậy. Hiểu biết như thế nào? Trước hết thì chúng ta nghĩ có lợi ích gì khi mà mình ôm ấp cái niềm thù hận, có lợi ích gì để mình mắng chửi lại họ. Hoặc là chúng ta suy nghĩ thân này rồi phải, mình và họ đều phải bị già, bị bệnh, bị chết, chứ không ai sống đời được. Rồi mình suy nghĩ rằng hễ còn sanh tử luân hồi là còn đau khổ, chúng sinh phàm phu khổ là như vậy. Nếu mà chúng ta khéo suy nghĩ những cái điều đó thì làm sao mà cái tâm sân nó khởi lên được. Chúng ta suy nghĩ điều đó chính là như lý tắc ý yoniso manasikara, hay gọi là suy nghĩ khéo, khéo léo bằng trí tuệ. Thì như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta có được cái sự tham dẫn. Cho nên ở đây trả lời cái câu hỏi của Hòa Thượng Giác Đẳng đó, thì chúng tôi cũng xin thưa rằng người ta nói rằng mình gặp cái chuyện bất bình mà người khác họ
gây hấn với mình, mình càng suy nghĩ đến nhiều chừng nào thì nó phát sinh lên tâm sân hận nhiều chừng đó. Cái đó là vì họ không khéo suy nghĩ, họ suy nghĩ không đúng pháp, họ suy nghĩ bằng cách là ôm ấp thù hận, ôm ấp niềm hận, cho nên hận thù mới không thể nguôi được. Chứ còn nếu như mà một người có cái sự hiểu biết Phật pháp và họ có một cái sức mạnh của trí tuệ thì họ suy nghĩ đến nơi đến chốn, họ sẽ không có sự sân hận, mà trái lại giúp cho họ có cái sức mạnh nhẫn nại nữa. Thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị về vấn đề này một chút. Bây giờ thì xin thỉnh và thượng giới đẳng trở lại điều họp Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú, rất kia hòa thượng từ sư với câu trả lời vừa rồi. Bất hòa thượng, hòa thượng quan hỷ chia sẻ thêm một câu nữa, rồi sau đó thỉnh hòa thượng đi nghỉ. Bất hòa thượng, hòa thượng có thấy rằng chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà thời tiết thì nóng hơn và thì giờ của chúng ta càng lúc càng ít hơn, mà cái sự cạnh tranh giữa con người với con người nhiều hơn, và những điều đó đó nó có phải là những cái chất bổ để nó dễ bộc phát những cái ngọn lửa phẫn nộ khiến cho chúng ta mất kiên nhẫn không? Và thường có cảm nhận điều đó trong cuộc sống hôm nay so với 4-5 triệu năm về trước khi mà chúng ta mới vào chùa không? Cái tỉnh và thường mọi người trở lại. Dạ, sa thú, tôi xin cảm ơn hòa thượng giới đẳng. Quả thật như vậy thưa quý vị. Chính cái thời tiết nó cũng nở cho cái tâm sân sinh khởi. Bởi vì ở trong duyên hệ bát thanh á thì thời tiết ô tú, chỗ ở sena sena, vật thực ahara và người thân cận bukala, nên có thể tác động cho tâm thiện hay tâm bất thiện sinh khởi hết, bằng cách là tục nít si giáp bên chi giá là thường cận y duyên. Khi mà chúng ta sống ở trong một cái môi trường bẩn thỉu ngột ngạt, hay là trong một cái không khí nóng nực oi bức, chính cái hoàn cảnh đó, cái môi trường đó, nó tác động đến tâm lý dễ sân tâm. Theo người ta thống kê đó, thì những khi mà thời tiết nóng nực oi bức, nhiệt độ tăng, thì cái việc mà tài xế hay là cái người lái xe đó, họ dễ gây tai nạn nhiều hơn là những lúc tiết trời mát mẻ. Những cái ngày tiết trời mát mẻ hoặc là cảnh chung quanh hữu tình thì con người ta ít có khởi lên cái tâm bực bội nóng nảy, do đó cho nên họ lái xe hay chi đó, họ cũng không có, cũng ít không khởi lên khi ít có xảy ra tai nạn. Nhưng mà cái thời tiết nóng bức nó cũng sẽ khiến cho con người ta dễ tâm sân. Thời nay cái thứ gì, chính cái tâm sân đó, khi mà con người sống ở trong một cái môi trường mà giữa con người và con người không còn cái tình làng nghĩa xóm, không còn cái tình cảm giữa con người và con người, không có cái lòng trắc ẩn nhiều, là bởi vì họ bị ảnh hưởng do cái môi trường sống, do cái thời tiết. Cho nên ở đây đó,
chúng ta là người tu tập, khi hiểu biết được điều này, chúng ta cần phải cẩn trọng khi mà chúng ta ở trên môi trường nóng bức, phải biết kham nhẫn. Chúng ta phải biết kham nhẫn để thôi cái tâm sân nó sanh khởi dễ lắm thưa quý vị. Đây vấn đề chỗ ở, vấn đề vật thực hay người thân cận. Chỗ ở ví dụ như khi mà chúng ta sống ở trong một căn phòng bừa bãi, đồ đạc chất chứa nhiều ngổn ngang, không có ngăn nắp, không có trật tự chật chội quá, chúng ta cũng dễ phát bạo thưa quý vị. Mà cái sự cao có, sự gắt gẫm với người trong gia đình hay là với bạn bè, nhiều khi nó ảnh hưởng cuộc sống chúng ta. Chúng ta sống ở trong nhà mà nó bề bộn như vậy, trú xứ chúng ta như thế đó, mà chúng ta không hay biết rằng chính nó là cái tác nhân để làm cho tâm sân của mình nó dễ sanh khởi. Rồi vật thực chúng ta ăn vào cũng vậy. Nếu mà chúng ta ăn những vật thực cay, vật thực nóng, vật thực khô khan, nó làm cho các cái sắc tố của chúng ta nó bị khô khan, bị nóng gan, vân vân, thì lúc bây giờ đó, từ cái chỗ cái vật lý đó, cái sinh lý đó, nó ảnh hưởng đến tâm lý. Những người mà họ ăn cay ăn nóng nhiều á, người đó dễ đổ bạo, dễ có tâm, dễ nóng nóng nảy. Cho nên khi ăn vật thực thì chúng ta phải cũng phải lựa những cái vật thực nào cho nó mát, làm cho cái cơ thể chúng ta nó điều hòa. Rồi cái người thân cận, khi mà chúng ta sống gần cái người dễ nổi nóng, cái người có tâm sân giận, hở chút là giận, hở chút là giận, mình ở gần người đó mình đâu, mình phàm chứ đâu phải thách. Do đó cho nên ở gần rồi chúng ta cũng bị ảnh hưởng, bị nhiễm lây. Cũng giống như một cái đồ vật mà nó dễ hút nhiệt, nếu mà chúng ta để cho mát thì thôi, chúng ta để ngoài trời nắng á, do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thì nó trở nên nóng. Thì cũng vậy, nếu chúng ta là người phàm phu và chúng ta ở gần người có tâm sân giận, có tâm cao có bạo bọ, thì lâu ngày cái tâm chúng ta cũng sẽ ảnh hưởng. Cũng như giống như cái câu chuyện bổn sanh mà Đức Phật ngài kể lại về hai con cát cùng chung cùng cha mẹ sanh ra ở chung một tổ, một cơn giông bão khiến cho cái tổ cát đó nó bị rớt xuống, và một con thì nó bị gió cuốn đi, rơi vào cái phạm vi xào huyệt của bọn cướp, còn một con thì nó rơi vào cái phạm vi chính thức tu hành của các vị đạo sĩ. Thì bọn cướp cũng nuôi dưỡng cái con cát con đó, và dạy cho nó khi nó lớn lên đó, dạy cho nó nói chuyện, dạy cho nó biết cảnh giác, biết cảnh báo. Khi mà nó đậu trên cành cây mà có người đi tới thì nó kêu lên, hoặc nó gọi bọn cướp ra để mà chặn đường cướp. Còn một con két mà ở trong các vị đạo sĩ đó thì nó nghe được những cái lời đàm đạo của các vị đạo sĩ, và cái tư cách của các vị đạo sĩ đối xử với nhau hiền từ, nhân ái, nó quen đi. Cho nên một ngày kia Đức Vua trong xứ đi săn bắn, Đức Vua đi lại qua đến cái sầu huyệt của bọn cướp mà vua không hay, thì lúc bây giờ con cát nó bắt đầu nó nói là, có người ra cướp,
Thì ông vô nghe như vậy, ông ngó lên cành cây, ông thấy người chim sáo, ông biết đây là sự việc của bọn cướp. Con này nó sẽ, nó báo động để cho bên cướp ra giật, rồi giết hại vua. Vua sợ quá, ông chạy qua phía bên cái khu vực khác, vào trong cái phạm vi nơi tu hành của các vị đạo sĩ. Thì lúc giờ con két nó đậu trên cành, nó thấy vậy nên nó có khách, có khách. Thì các vị đạo sĩ, một vị đạo sĩ ở trong đó bước ra, mới mời đức vua vào ở trong hương thất, trong liêu thất, rồi đãi đặng nước nôi, rồi hỏi thăm cớ sự, và cho vua ăn vua uống, rồi chỉ đường cho đức vua đi về. Trước khi về, đức vua mới hỏi các vị đạo sĩ, cũng đồng thời là loài két, nhưng mà sao có con nó lại độc ác, còn có con nó hiền lành như vậy? Thì vị đạo sĩ đó mới nói rằng do cái sự thân cận, khi mà nó thân cận với người ác thì nó ảnh hưởng cái tâm ác, còn khi thân cận với cái người hiền thì nó sẽ có tâm hiền. Đây là cái câu chuyện mà Đức Phật Ngài thuyết về kinh bổn sinh hai con cát, để nói lên cái sự việc mà thân cận người nó ảnh hưởng tâm lý. Chúng ta ở gần người có tâm sân, lâu ngày tâm của chúng ta cũng lúc nãy cũng bực bội, còn khi mà chúng ta ở gần cái người hiền thiện thì tâm của chúng ta nó cũng sẽ hiền thiện theo, nó ảnh hưởng như thế. Cho nên ở đây đó, thì chúng tôi nghĩ rằng là chính cái thời tiết cứ mỗi một năm như vậy đó thì nhiệt độ nó tăng lên, và do đó bây giờ chúng ta thấy con người sống tâm sân nhiều hơn là cái tâm hiền thiện. Ngay cả bây giờ ở trong nhà, con cái đối với cha mẹ, cha mẹ đối với con cái, nó cũng ảnh hưởng một phần là do cái thời tiết nó, hoặc là do nó đi học, nó tiếp xúc ở bên ngoài, hay cha mẹ ra tiếp xúc với bạn bè, thân bạn bè, những người sân giận cao có, cho nên cha mẹ cũng sân, mà con cái cũng sân, rồi đối xử với nhau cũng bằng cái tâm sân hận, bực mình, cao có, cắt gỗng với nhau. Thì cái đó là nó ảnh hưởng không phải chỉ riêng thời tiết, mà ngay cả cái trú xứ, cái người thân cận, vật thực ăn vào thì nó cũng sẽ khiến cho tâm sân chúng ta sinh khởi. Thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận trực tiếp mà thượng giáo đẳng vừa nêu. Nam mô Bụt Thầy nhỉ. Sa thưa kính chuyện của thượng tự sư, kính thưa sư huynh đi nghỉ, phần còn lại sư đệ và thượng tọa Tây Nguyên sẽ tiếp tục. Thượng tọa Tây Nguyên ơi, thượng tọa có nghe được không? Nếu thì tòa tư quyền đang ở trước máy, xin thỉnh thượng tòa tư quyền trả lời cho câu thảo luận tiếp theo. Một lần nữa xin được hỏi thượng tòa tư quyền, thượng tòa có nghe được không? Thưa quý vị, có lẽ là thượng tòa tư quyền không có ở trước máy. Dạ, hello, dạ. Dạ, bạch hòa thượng, tế sĩ hòa thượng có muốn nói gì bạch hòa thượng? Dạ, dạ không, tại vì khi nãy đó, dạ, thượng tọa Tây Nguyên không có đưa tay, cho nên thấy sư đệ có một mình, thấy tội nghiệp quá, mới đưa tay. Còn bây giờ nếu có thượng tọa Tây Nguyên thì dạ, cảm ơn sư. Thì tôi tự quyền ấy, chúng ta thấy một điều như vậy là đôi khi mình không kham nhẫn được, thì mình nghĩ rằng mình kham nhẫn là mình nhục, mình kham nhẫn là mình thua. Nhưng mà với một người mà không còn có cái ý niệm về hơn thua thì nó phải là vấn đề, mình thua cũng chẳng hề chi. Thì nếu mình bỏ đi cái ý niệm hơn thua thì mình có giảm bớt sự phẫn nộ, mình có nhẫn nại được thêm không? Xin kính thỉnh sư tổ tự quyền.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Sang Khai, dạ, dạ, xin kính chào đại chúng. À, kính bạch hòa thượng, quả thật, nếu chúng ta có thể đè nén xuống, chúng ta có thể vượt qua được cái tranh hơn tranh thua, cái đúng cái sai đó, thì chắc chắn là chúng ta rất là dễ dàng để có thể cảm nhận được. Bởi vì vì chúng ta còn cái ngã chấp nhiều quá, vì chúng ta còn cái hơn cái thua, muốn chứng minh mình là như thế này mình hay như thế này, mình giỏi như thế kia, và mình tốt như thế này mình tốt, mình hay như thế nọ. Nhưng chúng ta biết biết chấp nhận mình sao cũng được, bây giờ tốt cũng được xấu cũng được không sao hết, thì chúng ta rất là dễ dàng cảm nhận, chứ chúng ta không nặng nề nó nữa. Bởi vì sao vậy? Chẳng qua đúng ra như vậy đó. Bởi vì tại sao mà không cảm nhận được? Nhưng cảm nhận đối với cái sắc thân đó, những cái thời tiết hay hoặc là những cái gì mà nó xúc chạm về thân thì chúng ta rất là có thể vượt qua được. Nhưng về cái gì mà lời nói, về cái tinh thần, để xúc chạm về tinh thần của chúng ta, khi mà những cái điều khó nghe hay những cái điều mà người ta nói mình cảm thấy bị tổn thương vân vân, thì lúc chúng ta không quan tâm nó nữa, thì tất cả mọi việc đó nó rất là tốt. Dạ, thì ở đây nếu mà chúng ta làm sao mà chúng ta vượt qua được cái hơn cái thua, đây chính là một vấn đề. Bởi vì mình còn so sánh với người nhiều quá, so sánh mình phải giá trị của mình phải độc nhất, giá trị của mình phải tuyệt đối như thế đó, không thể đổi thay, mình là như thế này, mình là như thế nọ. Chứ sự thật ra nếu như mình biết quán, mình biết nghĩ, thật ra những gì mình có được trong cuộc đời này nó chỉ là bình thường. Bây giờ không có mở chợ thì chẳng vắng không bữa nào đâu, chứ mình không phải hay ho gì hết. Mình cũng phải, mình cũng có cái đúng cái sai, mình cũng có cái khôn cái dại, mình cũng có cái khờ cái đúng cái sai, cái được cái mất, cái thua cái còn, có cái phước có cái tội vân vân. Thì nhiều khi nếu như mình được nhiều cái sự suy nghĩ như vậy, được nhiều cái tâm mà như thế, thì dễ dàng chúng ta sẽ vượt qua được. Đó là cái sự thật. Còn mình cứ chắc chắn rằng mình là người không thể nào, cũng như là Thái Sơn không thể nào đổi, hoặc là mình hay nhất, mình giỏi nhất vân vân. Cái điều đó là khi mình tự mình vẽ một phương trời diễn mộng cho mình. Và đến khi ai đụng vào cái những cái gì đó mà nó mang tính mất đi cái quyền lợi, mất đi cái lợi ích của mình, hay là mất đi cái hay là không, chúng ta tự phụ, chúng ta một là chúng ta tự phụ, hay là chúng ta bị tự ái, rồi cộng lại tất cả thì chúng ta tự sát. Mà trước khi tự sát thì chúng ta mới quậy bị tanh bành té bẹ vân vân, thì đó chính là một điều sai lầm tất cả. Mình bớt tự mãn, mình bớt chấp hữu chấp ngã, mà mình coi mình rất là bình thường, đó chính là một cái để chúng ta vượt qua cái ngã chấp của mình, thì rất là dễ cảm nhận. Sự thật ra cái sự cảm nhận đó nó được thành tựu đồng là phải nếm cái đắng cay, vượt qua nhiều cái chấp ngã ở trên cuộc đời này, thì chúng ta sẽ dễ hiểu được hơn. Một cái câu mà từ hồi nhỏ học rất là hay: có chấp ngã mắt mới nhìn sáng suốt, có đau thương lòng mới cứng rắn hơn. Xưa và nay gọi là một người anh hùng thì đã từng thua, chứ chúng ta đừng có cho rằng chúng ta hay. Người ta cho rằng người ta anh hùng đó thì người ta cũng nhiều lần người ta thất bại. Người ta được chiến thắng ngày hôm nay thì cũng nhiều lần người ta thất bại. Bởi vì có một cách ai chiến thắng không bao giờ chiến bại, ai nên cố mà chẳng dạy đôi lần. Cho nên vì vậy đừng có oán trách, hãy biết vượt qua. Dạ, thì cũng như nếu như mà mình luôn luôn chiến thắng, chuyện nó không bao giờ có. Dạ, cho nên đó cũng là một cái sự vượt qua những nỗi đau, hay là hãy chấp nhận để vượt qua. Đó là chúng ta cho tất cả những người nó mới tính xã hội cuộc đời đó. Chứ còn trong việc tu thì cái chuyện mà chúng ta vượt qua những cái lạc không nói rồi, nhưng chúng ta vượt qua cái buồn, cái khổ, và vượt qua cả cái lạc nữa,
Yeah. Thì đây chính là một cái sự tham nhẫn, đây chính là một sự thực nghiệm sống rất là lớn ở trong cuộc đời này. Không có gì mà chúng ta cho nói là đơn giản dễ dàng như thế đâu. Dạ, mà nó còn nhiều cái phải nói là rất là khổ đau. Mà có người mà nói lạ lắm, mình hay tin tưởng, mình hay đặt mình vào một cái vị trí nó rất là quan trọng đối với đời. Nó cũng là một cái chiều hướng tích cực nếu nói sống theo đời, nhưng nó sẽ dễ dàng đụng chạm đối với đời. Một con người tham nhẫn không có nghĩa rằng họ chấp nhận chịu đựng tất cả những cái gì mà nó trái ngang nghịch lòng. Tại sao mà phải vượt qua, tại sao mà phải đối diện với chính những cái điều đó? Chính là chúng ta không có một cái bình tâm bình tĩnh. Chứ nếu như vượt qua được cái niềm đau nỗi khổ đó, cái vui cái buồn đó, thì không nói ở trong cuộc đời nó khổ vậy đó. Gánh nặng của cuộc đời đó nó là quá nhiều, mà tại sao chúng ta lại phải gây thêm những đau thương sóng gió nữa? Có đôi khi chúng ta phải suy nghĩ như vậy, thôi kệ, vượt qua đi. Hay là chúng ta nghĩ xa, nghĩ nhiều hơn, đau thương đối với cha mẹ mình, đau thương với người thân của mình, đối với thầy tổ của mình, đối với cuộc đời mình đã đủ chưa? Có cần thiết là phải hơn thua, cần thiết phải là nặng nề với nhau không? Cho nên chúng ta sẽ vượt qua được, chúng ta sẽ kham nhẫn vượt qua được, và chúng ta lấy cái tình thương để đối diện lại những cái nghịch cảnh này. Nó sự thật vậy đó. Mình phải biết nhường cho người ta chút xíu chứ, lúc nào mình cũng nghĩ mình hơn người ta sao? Thôi kệ, mình cho người ta quá đi. Như lái xe cũng vậy, lúc nào cũng nghĩ rằng mình phải qua mặt người ta chứ người ta không được qua mặt mình, vân vân. Thì như vậy thì chắc chắn rằng sẽ có tai nạn. Chuyện tức là cái chuyện người ta vượt qua mình vượt qua người ta hay là cái gì đó thì là một chuyện bình thường, nhưng cuộc đời này nó không như thế. Bởi vì người ta không có khéo dạy cho mình thôi. Dạy cái tâm mình lúc lên lúc xuống, lúc trồi lúc sụt, lúc xa lúc gần, thì cái chuyện đó là cái chuyện bình thường. Hãy xem mọi việc nó thường thì nó rất thường. Đó cũng là một cái cách để tâm của chúng ta nó không phải khó chịu. Con có đọc một cái chuyện mà có một cái người mà họ không kham nhẫn, họ nhấn kèn để qua, đến khi nhấn kèn người ta quá đó, đến khi người ta tức, bắt đầu nó xảy ra cái chuyện tức là ép xe nó từ cái chỗ mà không biết nhường nhịn, không biết kham nhẫn, không biết chịu đựng, đi thì cái đường nó chật, nó hẹp, nó phải kẹt, phải từ từ. Còn người ta làm vậy thì rốt cuộc cả hai đều rơi vào đau khổ, mà chính cái người mà thiếu cái sự kham nhẫn đó gây ra nhiều cái sự tổn hại cho cái người đối diện đi phía trước và những người xung quanh đó. Như vậy trong cuộc đời đó, nhiều khi cái sự nóng giận của mình lên đó, gây là tổn thương đó cho đâu phải một mình. Khi mình phải gây đau thương, khi mình phải đánh đập, khi mình phải coi như là hành động với người ta, thì nó liên can đến pháp đình, rồi đến gia đình, đối với cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái. Chúng ta thấy nó rất là phiền phức. Nhưng nếu như mà đừng có hơn thua chút xíu thôi, tiếng hơn tiếng thua, dạ, nhưng cái này phải tu. Cái này là cái chấp ngã đó. Những điều mà đời con người đó luôn luôn có một sự đấu tranh, có một sự đối kháng, cho nên người ta đau khổ. Chứ còn nếu như chúng ta vượt qua là chúng ta không có nặng hơn, không có nặng nề cái hơn cái thua đó, cái được cái mất đó, hay cái mà chúng ta bị tổn thương đó. Nếu như mình tổn thương, mình bị tổn thương thì mình làm người ta cũng tổn thương. Vậy thì thôi, mình phải tu, phải nhịn, thì
chính bạch hòa thượng, đứng từ cái nhìn của chính con thì một người mà không nặng sự hơn sự thua thì dễ kham nhẫn, có thể dễ kham nhẫn. Dạ, con xin trả lời là vậy. Nếu có điều gì mà không hợp lý thì kính thỉnh hòa thượng chỉnh sửa cho được hoàn mạng. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy giáo và chúng con kính cung thỉnh hòa thượng Giác Đẳng trở về lớp học nha. Dạ, quý vị, xin quý vị chờ đợi trong giây lát, chúng tôi sẽ điều khuyết cho Hòa Thượng một chút xíu. Thì kính thưa quý vị, ở trong cuộc sống này, nếu như mà chúng ta không có một cái đời sống chúng ta mà không có một cái sự nhường nhịn, có một cái sự khiêm cung một chút xíu, có một sự cần nhẫn nại một chút xíu, thì chúng ta không có thể nào mà thành tựu được. Bởi vì ở trong cuộc đời này, không có bao giờ mà chúng ta luôn luôn bước trên một cái con đường bằng phẳng suốt cuộc đời đâu, suốt một thời gian đâu, mà như chạy vậy đó, có đường tốt đường xấu, lúc khó khăn, lúc thuận mai, lúc thuận duyên, lúc thuận lúc nghịch, lúc tốt lúc xấu, thì như ở hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể thích nghi được, ở hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể kham nhẫn để vượt qua được. Nhiều khi đó, những cái phương tiện, những cái điều kiện so với cái đời sống thường, như chúng ta thấy tất cả là có tiền à, cũng chưa chắc. Mà chúng ta cầu mong cho chúng ta được bình yên, chứ có những cái đại dịch đi qua đó, chúng ta thấy chúng ta có tiền thì lúc đó chúng ta cũng hồi hỏi thôi, chứ cũng chưa có phải mà có tiền mà chúng ta sẽ được. Nếu như không có thuốc đủ để điều trị thì cũng kết thúc. Và cái thuốc đó nó chưa kịp ra và chúng ta bệnh. Nhiều tỷ phú, nhiều người triệu phú, nhiều người giàu có ở tại đất Mỹ cũng như ở các nước trên thế giới, người ta cũng vượt qua được. Ở đây chúng tôi muốn nói rằng, trong cái sự thuận nghịch,
trong cái sự được tốt xấu đó, mà mỗi con người đều có một cái nhìn, đều có một cái sự kham nhẫn để vượt qua những hoàn cảnh khó khăn, những cái trở ngại trong cuộc đời mình, và nhất là trong cái sự sinh hoạt, thì chúng ta sẽ rất là tốt đẹp. Khi nào Hòa Thượng đã có mặt thì Hòa Thượng báo để con gửi mic lại cho Hòa Thượng. Dạ, Hòa Thượng đã có mặt trước máy chưa? Mà nếu như chúng ta không được như ý, thì chúng ta biết đó là cái nghịch duyên mà phải kham nhẫn. Có những lúc chúng ta phải chờ, có những lúc chúng ta phải đợi, có những lúc chúng ta phải chấp nhận. Mà cái sự chấp nhận đó chỉ là một cái chuyện bình thường thôi. Mà nếu như một chuyện bình thường mà chúng ta không có chấp nhận, chúng ta không có chịu đựng được, thì chắc chắn rằng khổ đau nó sẽ dồn dập tới cho ta rất nhiều. Từ cái khổ đau về thân xác cho đến khổ đau về tâm hồn, chúng ta cũng đều phải kham nhẫn để vượt qua, để chúng ta tồn tại. Chứ không phải bây giờ chúng ta có một cái bệnh, cái chúng ta cứ ôm cái bệnh đó, chỉ có một nỗi đau về tâm hồn của chúng ta cứ ôm cái nỗi đau đó, thì chúng ta cũng phải cố gắng kham nhẫn, hay chúng ta cố gắng xóa bỏ để vượt qua, để ổn định trong cuộc đời này. Cuộc đời nó là một cái chuỗi dài của nhiều cái sự bất bình, của nhiều cái sự trái ngang, mà lòng con người có can trường, có vững mạnh để chấp nhận, để vượt qua hay không, đó cũng là đức tính của sự chịu đựng vượt khó, sự kham nhẫn để vượt qua. Nếu như chúng ta không có cái đức tính kham nhẫn hay kiểu đức tính để vượt qua, thì chúng ta sẽ chào thua, chúng ta sẽ bị rớt lại ở cuộc đời này. Đúng như vậy, chuyện gì rồi cũng có thể giải quyết được, nhưng chúng ta không có sự kham nhẫn để cho con đường giải quyết thì không bao giờ giải quyết. Một trong những cái việc mà chúng ta cho đó đơn giản, cái việc tu, và con kính của Hòa Thượng tục dạ. Dạ, rất là chuyện thì tôi quyền. Không biết tại sao mà cái nick thì theo giác đẳng không còn biết được. Rất là chuyện thì tôi tự quyền là tiếp lời. Mà chị Tùng Đức và chú quý Phật tử, thật ra thì để học hành nhẫn nại đó, thì chúng ta rất là cần để chắc chiêu những cái kinh nghiệm cá nhân của mình. Chúng tôi muốn chia sẻ ở đây một vài kinh nghiệm rất là riêng tư ở trong đời sống của chúng tôi. Thưa quý vị, hồi chúng tôi còn nhỏ đó, vào chùa tu đó, ở trong 10 năm đầu của đời sống sơ nhi đó, thì chúng tôi nhớ rằng chúng tôi là một người đặc biệt rất là mẫn cảm. Dạ, rất là mẫn cảm. Chúng tôi rất là bén nhạy với những cái lời trêu chọc, những lời chống phá của những người xung quanh. Và có thể nói rằng chúng tôi rất là bén nhạy với điều đó. Dạ, những người mà họ chỉ trích mình, họ nói mình nghe, mình có thể hiểu được nhanh. Về nói điểm này thì chúng tôi phải nói rằng Hòa Thượng Từ Siêu đó, thì hồi còn nhỏ vào chùa, Hòa Thượng vô tư hơn chúng tôi. Chúng tôi là người mà rất là nhạy cảm. Nhất là chúng tôi xuất thân từ cái lò gọi là lò vi diệu pháp của Hòa Thượng Tịnh Sự, và Chư Tăng Nam Tông bây giờ thì đỡ cho ngày xưa đó. Thưa quý vị, thì các vị ngoài nhóm đệ tử Tịnh Sự, chắc vị khác các vị kỳ thị môn vi diệu pháp lắm. Kỳ thị còn hơn là Bắc Tông kỳ thị Nam Tông. chúng tôi nhớ hồi nhỏ như vậy. Nhưng mà khi chúng tôi xuất gia thì khưu, thì cái vị đầu tiên mà nhắc chúng tôi nhiều đó là Ngài Annamaitri, người Tích Lan. Ngài ở cái chùa Grand Soi Buddhist Vihara đó. Và chúng tôi có đôi khi tâm sự với Ngài là con biết là nhẫn nại là một cái điều rất là tốt, và cái sự phẫn nộ không xứng đáng với đời sống của tu sĩ, nhưng mà đây là cái nhược điểm lớn nhất của con. Thì Ngài Annamaitri, Ngài im lặng rất lâu, cũng phải chừng một phút vậy. Rồi Ngài nói với chúng tôi điều là mình tu á, mình phải tin vào thiện pháp. Mình tu á, mình phải tin vào lời dạy của Đức Phật. Nếu Đức Phật dạy mình á,
là phải kham nhẫn, nhẫn nại là điều tốt. Mà mình không có đủ cái niềm tin để tin vào chuyện đó đó, thì chúng ta chưa xứng đáng là con Phật, nhất là mình vị tỳ khưu. Thì nhắc như vậy. Và cái lời dạy đó đó thật sự là một ở trong những cái lời dạy ảnh hưởng sâu xa trong đời sống của chúng tôi. Sau này thì chúng tôi về ở gần Hòa Thượng Hộ Giác đó, thì cá nhân Hòa Thượng Hộ Giác lại là một người có một cái tính mà chúng tôi học cả đời. Đó là tính điềm đạm. Cái tính điềm đạm của Hòa Thượng đó là ngay cả khi Hòa Thượng bị người khác chửi mắng, công kích, đả phá, thì Hòa Thượng vẫn giữ được sự điềm tĩnh. Đó là điều mà chúng tôi học được. Thí dụ như điều hoan hỷ thì Hòa Thượng nói, nhưng mà điều bực bội thì Hòa Thượng thường phản ứng sự im lặng. Dạ, sự im lặng Hòa Thượng không nói. Và chúng tôi nghĩ rằng đó là một điều rất là đẹp, rất đẹp trong cuộc sống. Mà cho đến bây giờ thì chúng tôi vẫn học điều đó. Khi Hòa Thượng đi giải phẫu hay là trong lúc bệnh đau, Hòa Thượng không có rên. Dạ, Hòa Thượng không có rên cho đến giây phút cuối cùng của cuộc đời. Sống không có rên, không có than thở, không có tối ngày cứ than là tôi thế này, tôi thế kia, không có. Chúng tôi không tìm thấy Hòa Thượng Hộ Giác. Và học cái điều đó, nó cũng là một điều rất là đẹp. Và thưa quý vị, có một vị Hòa Thượng ở bên Bắc Tông mà chúng tôi không có tiện nói ra ở đây. Có một lần tình cờ chúng tôi đi xe với Hòa Thượng. Đi xe với Hòa Thượng. Và do một cái người đệ tử khác lái xe, đệ tử Hòa Thượng lái. Thì khi chạy xe muốn đổi cái lane đó, đổi làn xe đó, thì xe bên kia không có nhường. Chẳng những không bên nhường mà nó chạy còn chạy còn nguy hiểm lắm đấy nữa. Mà trong lẽ ra cái chỗ đó thì nhường được. Và tại vì bên kia họ không nhường á, nên chi chiếc xe của chúng tôi phải chạy quá một cái exit, một cái lối ra, không có ra được và phải chạy sau. Mà mặc dù cái chuyện đó nó còn cả ngàn mét á, mà không biết nhất định là không nhường. Thì cái người đệ tử lái xe đó giận lên, giận mà nói câu rất là nặng. Dạ. Thì Hòa Thượng nói rằng nếu mà mình lấy cái đó để mà giận thì cũng bình thường, còn nếu mà lấy cái đó để mình tu hành nhẫn nại thì tốt hơn không? Và thưa quý vị, chúng tôi cảm nhận lời nói Hòa Thượng rất là đẹp. Và rất là đẹp là ở trong cuộc đời chúng ta đó, chúng ta hay có một cái thái độ là mong là mình gặp những chuyện gọi là vừa lòng vừa ý, và mình mong là đừng gặp những chuyện trái ý nghịch lòng. Nhưng mà thật ra tại sao chúng ta không mong rằng, chúng ta nên thường tâm niệm là mong là mình có khả năng kham nhẫn với điều khai trái ý nghịch lòng. Và đó là bài học. Ví dụ như người ta chạy, người ta cứ quyết không cho mình qua lên, thì thôi bây giờ mình nên bực bội thì chẳng ảnh hưởng gì tới người bên kia. Mình đi về tới chùa, mình nói qua nói lại, nó hồi nãy đi gặp người đó thế này kia cũng chẳng hề hấn gì. Thì gặp chuyện gì cười, cười cho nó qua chứ làm gì bây giờ. Đó là bài học. Đó là bài học rất quan trọng. Và chúng tôi được phần thưởng rất lớn từ điều này. Dạ, chúng tôi được phần thưởng rất lớn. Trong cuộc đời của chúng tôi đó, có những lần, có những sự việc mà sau này chúng tôi phản tỉnh trở lại, chúng tôi nghĩ lại đó. Nếu lúc đó mình mất bình tĩnh, nếu lúc đó mình nổi nóng, nếu lúc đó mình có những cái thái độ hung hăng phản ứng thế này thế kia, thì ra sau này nó chẳng được cái gì hết. Mà nó chỉ từ cái phiền lụy, từ khổ đến khổ thôi. Và rất là may mắn là chúng tôi đã giữ được sự im lặng. Rất là may mắn là chúng tôi đã học được cái sự kham nhẫn trong trường hợp đó. Và có những trường hợp khác, khi mà chúng tôi không kham nhẫn được á, thì chúng tôi mới nhìn lại chứ thấy rằng, nếu lúc đó mình kham nhẫn thì đỡ biết bao nhiêu. Và nhất là nếu lúc đó mình kham nhẫn thì mình đã không nói những cái lời không nên nói. Thành ra cái gọi là sự nhẫn nại của chúng ta nó đến từ cái gì? Nó đến từ khả năng nhìn lại, gọi là hồi quán hay là tự phản tỉnh, và khả năng nhìn lại. Nếu chúng ta thường có khả năng nhìn lại đó, thì thưa quý vị, mỗi ngày chúng ta tìm cái cơ hội học hành kham nhẫn. Ví dụ như thành phố chúng tôi đang ở, trong những ngày sắp tới đây, mỗi ngày từ 100 tới 102 độ, ngày nào cũng nóng. Và chúng tôi sẽ chuẩn bị tinh thần là mình sẽ kham nhẫn với thời tiết nóng, và dùng cái thời tiết nóng đó đi ra vô nóng đó. Mình không có than thở, than như ai cũng nóng.
thang để là gì, thang để vượt vội thế, trời nóng là trời nóng, mình không nhận một cơ hội để học hành, học hành không nhận. Và có nhiều khi mình làm việc đó, thì có những ngày cái gì nó cũng suôn sẻ, mà có những ngày cái gì cũng trục trặc, thì cũng là một nhận để mình không nhận. Có những người khi người ta đối xử rất là thân thiện tử tế thì mình vui, nhưng mà cũng có những khi người ta đối xử mình một cách rất là kỳ thị khó chịu thì mình bực bội. Thì thưa quý vị, thì cũng vậy thôi. Dạ, bực bội để làm gì? Bực bội để mà bực bội thôi. Do vậy chúng ta cảm nhận. Dạ, chúng ta cảm nhận. Và đặc biệt là đừng để, đừng để chúng ta bị lôi kéo vào những cái chuyện sân si. Chúng tôi làm chủ trì á, nó có chuyện này thưa quý vị, là thường những người xung quanh á, chuyện vui họ ít nói với mình lắm, mà hãy nói những chuyện để bực. Chứ họ nói người này thế này, người kia thế kia, người đó nói thế đó. Và chúng tôi thường tâm niệm rằng đó là một phần của công việc làm chủ trì, tức là lắng nghe những điều mà thật sự không thoải mái. Nhưng mà thắng nghe thôi chứ làm gì. Mình nghe mình sân si để làm gì? Thì nghe sân si để mình khổ thôi. Nghe thì cứ nghe, nhưng mà mình nhớ rằng đó là một trong những phần hạnh. Thì có lẽ là mỗi người đều có một kinh nghiệm khác nhau trong cái việc mà đối diện với những điều trái nghịch lòng. Nhưng chúng ta xin giữ một tâm niệm sau cùng rằng ở trong cuộc đời này, nếu chúng ta may mắn sống 100 năm, thì trong 100 năm đó đó, vui ít, khổ nhiều. Người đời họ nói câu là đa thọ, đa nhục. Và chúng ta trong được Phật tử đó rằng là cái thế gian này nó vui ít, khổ nhiều. Và mình càng khám nhận được, mình càng như lý đắc ý đó, thì mình càng bất khổ. Mà mình càng bất bội thì mình càng khổ thêm. Và chúng ta không muốn tự mình làm khổ mình. Thôi thì tập cười cho nó qua. Learn to laugh at yourself. Đó là câu nói người Mỹ là cười với chính mình. Mình đã tập cười với chính mình. Tập cười với cái thành công, với thất bại, với cái trái ý nghịch lòng, với cái bực bội. Đôi khi mình có nhiều cái chuyện bực bội lắm. Bực bội lắm. Tập cười với chính mình. Để làm gì? Để trở về với một cái vị thế căn bản là giữ lòng mình được an ổn, giữ lòng mình được hạnh phúc, hơn là tối ngày cứ xào tới xào lui, nhai đi nhai lại những chuyện phiền não, đem những điều đó đốt lấy chính mình, đem những điều đó để tạo thành những ác nghiệp, đem những lời nói để tạo thành những lời nói bất thiện, những hành động bất thiện, nghĩ gì bất thiện, chẳng lợi ích gì cho ai hết. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Học Đức Thầm. Ngày mai này thưa quý vị, chúng ta sẽ có lớp học cũng là tương bổng, và vị giảng sư là từ tổ học đất. Kính đại lễ chư tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giáo. Nam mô Bụt Thầy Giáo. Và chúng con kính tri ân thượng tọa Hòa thượng Giác Đẳng đã đúc kết bài học hôm nay với những lời nhắc nhủ thật là ích cho chúng con. Con Nguyên Xuân xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để đoàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ không làm các ác nghiệp, hôn tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ấp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiền thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giáo. Satsang
Thank you.